Rồi, sư phụ chào Hà Nguyên nha em, chào Su Sam nè, chào Thịnh Phan nè, chào Nguyễn Hùng nè, chào Ngọc Linh nè, chào Quê Quỳnh nè, chào Đắc Hiếu nè, chào Mỹ Huyền nè, Hoàng Huy nè, Chu Anh Tuấn nè, Trúc My nè. Các bạn vào các bạn điểm danh dùm số báo danh dùm mình cho sư phụ cái đi nha, cho mình thể hiện cái lòng quyết tâm mình học đấy các bạn. Trong này có bạn nào chưa vào team sáng mới được? Trong này có bạn nào chưa vào tiêm sáng không, để sư phụ gửi tiêm sáng. Tiêm sáng của mình là bắt đầu ngày mai mình học, như sáng này là gần đâu đó gần 300 bạn học các bạn, để cho gần 300 bạn học, nên là bạn nào mà ví dụ như mình muốn cày sớm buổi ngày mai là vẫn là cái buổi đầu tiên mình like trong nhóm sáng này, và bạn nào mà vô trong đó bạn tìm cái đề test thứ hai để bạn làm trước đi, sau đó là ngày mai mình vô mình sửa. Thì tại vì thực sự là cái bài test này là bài test năng lực, mới up hồi sáng sửa trong nhóm không kịp nên mình đem ra buổi tối ở ngoài này luôn để mình sửa cho tất cả bạn luôn, cũng giống như là mình chiêu sinh thêm những cái bạn nào mà trong team sáng này của mình. Trong này có bạn nào không có trong team sáng không, các bạn comment giùm sư phụ cái coi. Rồi 391 chào sư phụ, 546 rồi, ok bạn. Để sư phụ, bạn nào chưa biết team sáng ở đâu thì mình sẽ gửi team này là hoàn toàn free dành cho tất cả mấy đứa nha, chứ không có lợi nhuận gì ở trong đây cả, nên các bạn chỉ cần vào, các bạn chỉ cần nghiêm túc mình học hành để tránh bị cái trường hợp là bị lọc ra ngoài thôi, là ok thôi. Rồi mỗi đứa cho sư phụ một chia sẻ ha, mỗi đứa cho một sư phụ một chia sẻ để cho nhiều bạn biết hơn mà học nè. Đây là Linh dạy sớm nè, nhóm dạy sớm nè sư phụ. Rồi sư phụ vừa up lên nhóm dạy sớm ở đây nè bạn ha, vừa cái link này của mình nè, thấy không, nhóm dạy sớm này của mình để sư phụ ghi ở đây. Đây đó, đây là nhóm dạy sớm của mình ha. Thì bạn nào ví dụ như cần một cái nhóm học dạy sớm để bạn cày trong mùa Tết thì bạn hoàn toàn có thể vô trong cái nhóm này để mình học nghiêm túc. Rồi mỗi đứa cho sư phụ một chia sẻ đi, đông đông bạn vào một tí rồi mình học luôn các bạn, mình sửa bài test luôn. Bài test của mình cũng khá là hay á, nội dung của bài test là ôn lại những cái phần của hình học, chủ yếu là phần hàm số thôi, để các bạn học. Ngoài ra như mình nói là ở trong trên đây nè, nhờ những cái bạn nào mà nói là cứ nhắn tin fanpage là đòi bộ quà lì xì Tết á, thì thực sự như hôm qua sư phụ đã nói với tất cả bạn rồi, là các bạn chỉ cần là chia sẻ cái bài like ngày hôm qua về là sư phụ sẽ gửi cho các bạn cái link bộ cày Tết ở trên phần cấp sinh mà, đúng không? Đây này, đây bộ cày Tết cực chức nè, đúng không? Các bạn chỉ cần bấm vào đây thì cái bộ cày Tết của mình ở trong cái link này, link ở ghim trên đầu nhóm của thầy Nguyễn Chí Lùi Tư Đương Trò này, thì trong này là rất là đầy đủ các bạn nha, trong này là khá là đầy đủ những cái đó, các bạn có thể là coi đó. Quà Tết 1 là những cái dạng chắc 8 dành cho những bạn nào đang yếu về phần hình học không gian, cũng như là về phần hàm số mình không biết ôn từ đâu thì mình học đó, như hôm qua mình có giới thiệu nè. Quà Tết thứ hai là những cái quà Tết mà dành cho các bạn mà yếu về thủ thuật đó, từ hình học không gian thủ thuật nè, về góc hình học không gian nè, về ca sô mũ nè, đúng không ha, ca sô chính cộng hàm ẩn các kiểu, trong này là có đầy đủ nè. Quà Tết thứ hai các bạn nên nghiên cứu nè, thường thường những cái dạng nhanh đại số nó rất là hay luôn ấy. Rồi nâng cao hàm số cho những cái bạn nào mà mình ví dụ như mình muốn đẩy mạnh hơn về 8 cộng 9 cộng. Quà Tết thứ 4 là quà Tết lấy góc lại hình không gian. Thì đây là bộ quà Tết mà mình nghĩ là đầy đủ nhất cho bạn cày, và thực sự cái này cũng có thể cho bạn cày từ đây tới mình các bạn cứ vô trong đó bạn lưu về để bạn cày từ đây tới cuối năm học luôn cũng được. Từ đây tới cuối năm học luôn các bạn nha. Tại vì thực sự là mình cũng thi học kỳ 1 mà. Ngoài ra mình cũng giới thiệu cho bạn một xíu ở đây cho những bạn thông tin cho những bạn nào mà chưa biết thôi, còn bạn nào biết rồi thì mình bỏ qua. Cho những bạn nào ví dụ như mình quan tâm về khóa học luyện đề và tổng ôn nha, thì ở đây là khóa luyện đề và tổng ôn là nhóm có phí, nhóm của sư phụ có phí, thì bạn có thể tranh thủ đăng ký trước
trước ngày 25 tháng 1 các bạn nha, để những cái ưu đãi học phí là hơn 65% được tặng khóa chuyên đề luôn. Được chưa? Tức là vô trong nhóm học của sư phụ thì bạn yên tâm là vô trong đó nó sẽ có được cập nhật về link, được tặng khóa học trên trang web, những cái tài liệu cày Tết nữa. Nên bạn vào trong thời điểm này là khá là phù hợp. Tại vì nhóm của sư phụ thì không có nghỉ Tết. Nên các bạn nào mà ví dụ như những cái bạn nào mà ở xa, còn những bạn nào lớp off thì thôi, như những cái bạn nào ở xa cơ. Những bạn nào ở xa mà mình cần một cái khóa học để mình học bài bản nghiêm túc, và thực sự là mình muốn thay đổi trong cái mùa Tết này, cũng giống như ngoài Tết mình học từ đây tới thi, thì đây là một cái khóa combo. Tổng ôn luyện đề là khóa combo các bạn nha. Đang ưu đãi 65% và giá là giá thấp nhất từ trước tới giờ cho các bạn là cuối năm học, như hôm qua live mình có nói rồi. Nên hôm nay là mình nhắc lại các bạn thôi. Và các bạn phải đăng ký trước ngày 25 tháng 1. Tới ngày 27 tháng 1 thì giá ưu đãi nó khác rồi. Giá ưu đãi nó giảm xuống 50% rồi. Các bạn đăng ký trước ngày 25 tháng 1 thì giá nó ưu đãi nó nhiều hơn 65 tới 70% lần cơ. Được chưa? Đó, như hôm qua mình có nói các bạn sơ sơ đấy. Đó, cho những bạn nào chưa biết. Còn hôm nay của mình là như mình nói là mình sẽ like cho các bạn là cái đề test này là đề trong cái nhóm nhóm dậy sớm các bạn nha. Thì đây là nhóm link nhóm dậy sớm của mình này, đây là link nhóm dậy sớm. Đó rồi, đây là link nhóm dậy sớm. Bấm vào sao nó không ra ta. Nhóm dậy sớm pro, các bạn bấm vào nhóm dậy sớm này. Hình như cái link nó bị sai ta. Hình như cái link nó bị sai đúng không? Sư phụ gửi cái link nó bị sai hay sao á? Để bỏ ghi bình luận cái coi. Gửi cái link bị sai hả ta? À, tự nhiên mình bỏ dấu cách, hèn gì. Gửi cái link bị sai các bạn, để sư phụ gửi lại. Đây, đó, cái link nhóm của mình nha, các bạn có thể bấm vào đó. Xin lỗi mấy đứa nha, mai giờ, đó. Đây, ghi bình luận nè, đây. Đó thì các bạn vào trong nhóm này, đây là cái nhóm của mình. Có một ta K4 bạn mới tuyển chiêu sinh 2 ngày trước thôi, gần một K4 bạn quyết tâm đăng ký dậy sớm. Vào trong này những cái bạn nào mình nhắc luôn để cho nó hệ thống là các bạn phải lấy điền form này, lấy số báo danh đúng không? Để các bạn trở thành thành viên chính thức. Thì trong tối nay ngày mai là mình sửa đề test thứ hai trong nhóm rồi, đây là đề test thứ hai của mình nè. Hôm nay là mình sửa tại vì sáng nay là mình cho trong nhóm này làm test, nên là tối nay là mình sửa test 1 ở ngoài bay thôi. Còn những cái buổi sáng còn lại là mình sẽ sửa xuyên suốt những cái buổi sáng ở trong cái nhóm này thôi. Thì đây là đề test thứ hai, bạn nào có vào thì bạn nhớ là vô bạn tìm cái bài viết này nè, thông báo 24 trong nhóm này đúng không? Bạn tìm vào bài viết này, bạn làm trước cái đề test lần thứ hai này giùm mình, để ngày mai buổi sáng sớm đầu buổi mình sẽ có cái phiếu điền đáp án cho tất cả mấy đứa, đó là về cách học trong nhóm, được chưa? Mà và nhớ nha, bạn nào vào thì bạn vào phần công bố của nhóm để bạn lấy số báo danh, và sau đó là các bạn cứ làm cái đề test này hai trước đi, cái đề test hai trước đi, sau đó sáng sớm ngày mai nó bắt đầu mình điền. Rồi một lần nữa chúng ta điểm danh với nhau một cái nha, comment với nhau một cái rồi chúng ta học nè. Thôi bây giờ học được rồi ha, cũng trễ rồi, thực sự là bây giờ là cũng trễ rồi. Cho một tuổi học với hả? Ok, một tuổi cứ vô học đi, học Tết tưng bừng vui mừng làm toán. Ok rồi, ok bây giờ mình sửa bài nha. Thôi bây giờ nói cho là mình sửa bài, mỗi đứa cho sư phụ một chia sẻ ha, cho nhiều bạn đông đông vô để kích thích tinh thần học cho nó vui các bạn. Mỗi đứa cho sư phụ một chia sẻ đi. Rồi, có làm này đề test chưa? Trong này các bạn nào tự tin cái công bố điểm thì ngày mai mình sẽ công bố cho bạn sau nha, còn trước mắt là bây giờ là chưa công bố nha, mình cứ sửa bài test trước đã rồi công bố sau. Rồi bây giờ mình làm nha. Sư phụ ơi, like bài kia em không comment được. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao không comment được kỳ vậy? Rồi bây giờ các bạn cùng làm câu 1 nè. Câu 1 của mình là những câu về học kỳ 1 thôi. Các bạn cùng làm câu 1 với mình nha. Rồi. Để sư phụ rồi chuẩn bị comment nha. Rồi ok, câu 1 đây là câu 1 của mình là câu nào đây? Các bạn cùng comment câu 1 ha. Thì cái này của mình đã làm trước hết rồi nên mình sẽ làm nhanh các bạn nha. Câu 1 của mình. Thì đối với câu 1 này ở đây các bạn sẽ thấy được là gì? Thằng này của mình là người ta cho là hàm số đồng biến ở đâu? Thì thực sự là họ cho một cái hàm f phải x là như vậy đúng không bạn? Các bạn đọc đề bạn thấy sao nó chó vậy ta? Họ cho f phải x của mình là như vậy, là bằng 1 trừ cho x bình, đúng không? Rồi x cộng 1 tất cả mũ 3, rồi 3 trừ cho x. Thì bạn phải nhớ được một điều là f phải x của mình không bao giờ phụ thuộc vào biểu thức mũ chẵn. Tức là những cái biểu thức là mũ 2, mũ 4, mũ 6, mũ 8 người ta gọi là mũ chẵn, là chúng ta sẽ không bao giờ phụ thuộc vào nó, được chưa? Nên cái f phải x này của mình á, các bạn có thể bỏ thằng này đi luôn và đừng quan tâm những cái biểu thức mũ chẵn, các bạn chỉ cần quan tâm những cái thằng này thôi, là những cái biểu thức mũ lẻ thôi, mũ 3 nè và mũ 1 là mũ lẻ, được chưa?
Rồi thì lúc này á các bạn muốn đi xét sự đồng biến nghịch biến thì các bạn phải cho f(x) bằng 0 đúng không? f(x) bằng 0 thì cho chúng ta được hai giá trị, đó là x bằng trừ 1 và x bằng 3. Sau đó em đi kẻ bảng biến thiên thôi. Đi kẻ bảng biến thiên để xét sự đồng biến nghịch biến. Sắp xếp từ nhỏ tới to. Rồi ok ha. f(x) của em bằng 0 ở đây, rất là easy thôi mà. Rồi, quan trọng của mình là mình đi xét dấu. Xét dấu của mình có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn nhập thằng này vô trong máy tính luôn các bạn. Các bạn cho một số bất kỳ số nào cũng được. Ví dụ em nhập thằng này vô trong máy tính, em cho là số 5 đi. Nếu nó dương là nó dương, còn nếu nó âm là âm, sau đó cứ đan xen dấu. Đúng chưa? Còn không thì em có thể làm nhanh bằng cách là mình xét dấu nhanh bằng cách là mình lấy những cái hệ số đứng trước x ở đây nè. X ở đây là dấu dương nè. Dương tất cả mũ 3. Hệ số x ở đây là dấu âm đúng không? Là âm. Vậy dương mũ 3 nhưng âm được là âm, vậy ô này là dấu âm. 3 và trừ 1 là nghiệm lẻ nên chắc chắn nó sẽ đang đang xen dấu, vậy là dương và âm. Vậy cơ bản hàm số này đồng biến ở đâu các bạn? Hàm số này đồng biến từ trừ 1 tới tới 3 đúng không? Hàm số này đồng biến từ trừ 1 tới 3. Trừ 1 tới 3 thì dĩ nhiên là số 1 nằm ở đây rồi. Số 1 nằm trong đoạn từ trừ 1 tới 3 nên số 1 từ 1 tới 3 nó cũng đồng biến, nên các bạn sẽ chọn được là câu 1 của mình là câu 1C. Đồng ý chưa? Đấy. À, câu 1 này là nhắc lại về lý thuyết cũ. Thứ nhất là chúng ta để ý là f(x) của mình không phụ thuộc vào biểu thức mũ chẵn, nên các bạn bỏ đi biểu thức mũ chẵn đi. Còn những cái biểu thức mũ lẻ đây thì bạn cho bằng 0, sau đó bạn đi kẻ bảng biến thiên. Về cái việc xét dấu thì ở đây là dấu dương nè, dương mũ 3 nhưng âm, đúng không? Là bằng âm. À, vậy thôi. Là câu 1 của mình là 1C nha. Easy, chả có gì để nói. Tiếp tục câu 2. Rồi, câu 2 là câu nào đây? Rồi, cả lớp mình comment nhanh câu 2 luôn. Có ai comment được câu 2 không các bạn? Rồi Mai Phương 2D. Rồi câu 2 nào. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Đồng biến tức là f x phải là dấu dương. Vậy câu này là câu để ăn điểm rồi đúng không ạ? Câu này là câu cho để ăn điểm rồi. Không có gì để nói ở trong đây rồi, đúng không? Không có gì để nói ở trong đây rồi. Chúng ta chọn câu 2 nhanh giùm mình thôi. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào? Vậy bạn chọn câu 2 là câu nào đây? Đồng biến là từ 0 tới 1 vì mình thấy là f(x) của mình là dấu dương, đúng không ạ? Đồng biến từ 0 tới 1 thôi, vậy câu 2 của mình là 2D. Không có gì cho nhau câu này nữa đúng không? Chọn 2D thôi. Chọn 2D, không có gì cho nhau câu này nha, câu 2D của mình. Rồi tiếp tục câu 3. Đồng biến đó là tới đây là câu 3, họ cho đồ thị. Rồi tiếp tục câu 3 các bạn, họ cho đồ thị này và người ta nói là hàm số đồng biến ở đâu? Thì ở đây các bạn để ý là ở đây không có hình vẽ của mình một tí ở đây. Ở đây ta thấy là thấy con chuột, mấy đứa thấy con chuột không? Để nó không hiểu con chuột cho các bạn ha. Câu 3 hình vẽ của mình bạn thấy là từ từ trừ 1 tới 1 hàm đang đi xuống đúng không? Nè. Trong đoạn câu 3 là câu nào đây? Họ cho đồ thị là đồ thị của f(x). Thì các bạn thấy được một điều là trong đoạn là từ trừ 1 tới 1 nè, đây là trừ 1 nè. Và đây là 1 của mình nè, đúng không ạ? Là đồ thị càng ngày càng đi xuống. Khi họ cho đồ thị f(x) á mà đồ thị càng ngày càng đi xuống tính từ trái sang phải á thì lúc đó hàm đó là hàm chắc chắn nó sẽ nghịch biến. Đồng ý chưa? Vậy câu 3 của mình là câu nào đấy các bạn? Mình tính từ trái sang phải. Hàm này x chạy từ trừ 1 tới 1 thì mình thấy đồ thị này càng ngày càng đi xuống đúng không bạn? Tức là các bạn sẽ chọn được câu 3 của mình là câu 3A, đúng không? Câu 3 của mình là câu 3A. Từ trừ 1 tới 1 hàm này luôn luôn đi xuống nên nó là nghịch biến, đúng không? Còn từ 1 tới dương vô cùng là hàm đang đi lên, đó là hàm đồng biến tính từ trái sang phải nha. Còn từ âm vô cùng tới trừ 1, đúng không? Âm vô cùng tới trừ 1 thì hàm cũng đang đi lên, tức là hàm này cũng đang đồng biến. Người ta hỏi nghịch biến tức là hỏi từ trừ 1 tới 1 và hàm đang đi xuống là câu 3A. Đồng ý chưa? Câu 3A của mình. Rồi ok, vậy tiếp tục câu 4. Câu 4 là họ tiếp tục họ cho đồ thị của f phải x các bạn. Rồi các bạn cùng làm câu 4 với mình nha. Câu 4 của mình là câu nào đây? Rồi câu 4 ha. Ở đây họ cho là đồ thị của f phải x đồng biến trên khoảng nào? Đồng biến tức là f phải x của em á là phải lớn hơn 0. Tức là phần nào nằm ở phần phía dương các bạn. Không có mình in không kịp á nên đôi khi là các bạn ráng nha. Ở đây là từ 2 nè. F phải x phải lớn hơn 0 thì mới đồng biến được. Lớn hơn 0. Các bạn nhớ nha, ở đây là họ cho đồ thị của f phải x chứ họ không phải cho đồ thị của f(x) đâu. Nên f phải x của em á, f(x) của mình muốn đồng biến á thì dĩ nhiên là nó phải nằm ở phần phần phía dương của trục Ox đúng không bạn? Là nằm ở phần phía dương của trục Ox. Tức là phần này là phần nó sẽ làm cho f(x) đồng biến này. Vì phần này thì làm cho f(x) luôn luôn nằm ở phần phía dương mà. Đồng ý chưa? Khi họ cho đồ thị của f(x)
Nên là từ 2 tới dương vô cùng thì hàm này nó sẽ luôn luôn là đồng. Đồng biến các bạn chọn được câu 4 của mình là câu 4A. Đúng không? À, đợi rồi chờ sư phụ bật quạt một tí cho nóng quá. Rồi 4A đúng không? Từ 2 tới dương vô cùng thì f và x luôn luôn nằm ở phần phía trên trục hoành là đồng biến. Còn từ âm vô cùng tới 2 thì f và x luôn nằm dưới trục hoành thì nó là nghịch biến thôi đúng không các bạn? Và các bạn chọn được câu 4 của mình là câu 4A, đúng không? Câu 4A thôi. Rồi, easy thôi đúng không? Từ 2 tới dương vô cùng là hàm đồng biến. À, phân biệt nha. Họ cho câu 3 là đồ thị của f(x) đó thì đồ thị giảm xuống, còn họ cho mà đồ thị của f phải x đó thì phần nằm phần phía trên của trục x đó là hàm đồng biến, mà phần nằm ở phần phía dưới á là hàm nghịch biến, thế thôi. Rồi tiếp tục câu 5. Mình ôn lại học kỳ 1 thôi các bạn. Những cái câu này là mình để mình ôn lại học kỳ 1 thôi. Câu 5 của mình là câu nào đây? Rồi ok, nhiều bạn comment câu 5 này. Comment câu 5 chưa gì mà con câu 6 rồi, từ từ. Như Phượng nè, ok các bạn. Rồi câu 5 ha. Giỏi quá ta. Đúng rồi, 5C Lê Tuyền, Việt Hà. Rồi ok, vậy bên là câu 5 nha. Câu 5 của mình. Cứ từ từ thôi, có gì đâu, cứ vội vàng làm gì đúng không? Họ cho một cái hàm phân thức là y bằng x cộng 6 chia x cộng 5m. Thì ở đây đầu tiên là mình tập xác định trước nè. Tập xác định của mình á, là mẫu phải khác không, tức là x là phải khác trừ 5m. Để xét được một cái hàm đồng biến hay nghịch biến á, chúng ta phải y phải nó xuống, đúng không? Ta có a nhân d trừ b nhân c, 5m trừ 6 chia cho x cộng 5m tất cả bình. Đây là y phải của hàm phân thức a nhân d trừ b nhân c. Để hàm này nghịch biến thì đối với hàm phân thức thì nó phải nhỏ hơn không, không lấy bằng không nha, chúng ta chỉ lấy nhỏ hơn không thôi đó. À, thì bây giờ chúng ta nhỏ hơn không thì thứ nhất có hai giá trị. Thứ nhất, mẫu đã là một cái bình phương rồi thì tử của em là phải nhỏ hơn không thì y phải mới nhỏ hơn không được, đúng không? Thì nó mới nghịch biến mà. Đó. Cái thứ hai nữa là trừ 5m của em là không được thuộc đang, tại vì người ta yêu cầu là nghịch biến trong đoạn là từ 10, đúng không? Trong đoạn là từ 10 tới dương vô cùng. Nên là thứ nhất là 5m trừ 6 là phải nhỏ hơn không. Và điều kiện thứ hai là cái x này của em không được thuộc đoạn này. Đúng không bạn? X của em không được thuộc đoạn này. Tức là trừ 5m của em ở đây là lớn hơn 10 thì thằng này là phải nhỏ hơn bằng 10. Đúng không bạn? Không được thuộc đoạn này tức là sao? Ở đây là 10 nè. Đến dương vô cùng. Đúng không bạn? Người ta nói là không trừ 5m không được thuộc đoạn này nha, đây là điều kiện bắt buộc vì là x khác mà. Đúng không? X khác mà. Nên là trừ 5m không được thuộc đoạn này, tức là mình phải bỏ đi đoạn này đi. Bỏ đi đoạn từ 10 tới dương vô cùng, tức là mình lấy đoạn ngược lại là từ trừ 5m là tới tới 10 thôi, đúng không? Tức là phải nhỏ hơn 10, đúng không? 10 tới dương vô cùng mình bỏ thì mình lấy nhỏ hơn lại thôi. Rồi, tới đây các bạn làm, tức là m nhỏ hơn 6 phần 5. Thằng này là được là m lớn hơn bằng 10 chia trừ 5 bước phương trình đổi dấu. Vậy từ đó mình đếm thôi các bạn. M lớn hơn bằng trừ 5 và nhỏ hơn 6 phần 5. À, đây là dạng hàm phân thức mà các bạn không được quyền sai đâu, đúng không? Các bạn không có quyền sai những câu này đó các bạn. Và câu 5 của mình là các bạn đếm ra được bao nhiêu đây? À, ta có là 6 phần 5 của mình là 1 phẩy mấy đúng không? Vậy ta sẽ được là trừ 2, trừ 1, 0 và 1 thì có 4 giá trị. Thì câu 5 của mình là 5C, đúng không? 5C, các bạn nào được sai không? Những câu này là không được sai đâu. Như mình nói với tất cả các bạn nè, cái tài liệu file test á mình cũng đã tặng cho mấy đứa rồi, nên các bạn có thể là lên đó để mình coi nha. Đó rồi, cái bộ quà test á, ví dụ bạn nào học những cái hàm số này mình yếu quá này thì có một cái cách là gì, các bạn lấy cái bộ quà test của sư phụ á, bạn coi lại những cái buổi về hàm số đi, tại vì những cái dạng này là bắt buộc là em không thể em không làm được đâu, nên là đừng có nói những cái dạng này mà em làm sai được là đánh đòn cho luôn, em phải học lại cho nó kỹ, tại vì những dạng này rất là hay gặp trong phòng thi luôn nha. Qua quên không chặn luôn cái gì đây. Rồi bây giờ tiếp tục câu 6 đó không? Câu 6 của mình à, các bạn cũng làm câu 6, các bạn nào làm được câu 6 không này? Câu 6 của mình là một cái dạng hàm bậc 3 mà họ cho đồng biến nghịch biến trên một khoảng cho trước, đúng không? Tức là họ cho một cái hàm bậc 3, rồi người ta yêu cầu là em là đồng biến trên khoảng từ 2 tới dương cùng, số phần tử của S là bằng bao nhiêu. Về phương pháp làm ở đây mình nhắc lại là gì? Các bạn gặp một cái hàm bậc 3 mà đồng biến nghịch biến trên khoảng, trên khoảng cho trước, thì cái phương pháp làm của mình các bạn sẽ đi cô lập M, đúng không? Đi cô lập M, đi cô lập M thôi. Đó là về cái phương pháp làm mà chắc ai cũng biết rồi, đúng không? Để cũng đã làm. Thì cái việc đầu tiên người ta yêu cầu xét đồng biến nghịch biến thì em phải y phải nó xuống đã.
y phải của em được là 3 lần x bình phương, đúng không? Y phải từ từ thôi, trừ cho 6 nhưng cho 2m cộng 1 nhưng x cộng cho 12m cộng cho 5. Đề bài người ta yêu cầu là đồng biến đúng không bạn, tức là y phải của em là phải lớn hơn bằng 0, đúng không? Với mọi x, đúng không? Với mọi x là thuộc cái khoảng người ta cho là từ 2 tới dư cùng. Đó, tức là khi gặp tới bài toán là đồng biến nghịch biến á, thì em phải y phải nó xuống. Và tới đây là em phải đi cô lập được m. Đó là cái phương pháp của mình là cô lập m mà. À, những cái thằng nào có m em giữ qua một bên, đúng không? Những cái thằng này có m nè. À, tức là em đi cô lập nó, em phân phối nó vào ha. Ta có được là mà 3x, 3x bình phương giữ lại. Đúng không? 3x bình phương giữ lại trừ cho 6x cộng cho 5. Đó, lớn hơn bằng thằng này cũng mình là nhân vô được là 6 x 2 là 12, 12m. À, 12mx trừ cho 12m. Đúng không ạ? À, những cái thằng này mình chuyển hết qua bên kia nha. Thằng này mình giữ nguyên lại, sau đó mình cô lập m thôi. Ta có như sau. Rút rút m ra ngoài nè, ta được là 12x trừ 1, vậy tức là m nó sẽ nhỏ hơn bằng 3x bình phương trừ 6x cộng 5 chia 12x trừ 1. Đó, các bạn thử có đúng không? Các bạn nhóm 12 ra 10 m ra ngoài, 12m ra ngoài đúng không? Thì có được là x trừ cho 1. Thì m này của mình nó sẽ nhỏ hơn bằng nguyên cái đống này chia cho x trừ 1. Vì cơ bản là x chạy từ 2 tới dương cùng nên x trừ 1 của em luôn luôn là một số dương, nên bức phương trình của em là không đổi dấu. Đồng ý chưa? Đó. Tức là sau khi em đi cô lập em chia là được như vậy. Thì tới đây là mình nhớ là gì các bạn? Tới đây mình nhớ là mình đi tìm min và max thôi. Mình nhớ kiến thức là gì? Nếu m mà nhỏ hơn bằng fx thì suy ra m nó sẽ nhỏ hơn bằng min của fx, đúng không? Còn nếu m mà lớn bằng fx thì suy ra m của em nó sẽ lớn bằng max của fx, là dạng toán rất là hay gặp luôn, đúng không? Nên em bắt buộc là phải nhớ. Vậy tới đây các bạn đi tìm min và max giùm mình có bằng bao nhiêu các bạn? Bấm từ từ nó ra nè. Được không? À, đi tìm min và max thôi. Có bạn nào ra chưa? À, đi cô lập m thôi. Phương pháp đi cô lập m, thằng nào có m dục qua bên sau đó đi cô lập thôi là xong rồi, có gì đâu, đúng không? Hai thứ dương vô cùng nha. À, ghi chữ 6 á. Rồi 3 lần x bình phương nè, trừ cho 6x nè, cộng cho 5 nè. 12 nhân cho x trừ 1. Đi tìm min max thì ca sô thôi chứ làm gì cho móc mệt vậy, đúng không? 2 tới 10. Lấy số cuối trừ số đầu, dương vô cùng các bạn cho là 10 nha. 10 trừ 2 chia cho 20. Có bạn nào ra chưa? Được chưa? Rồi, ok không? Rồi thì ở đây các bạn sẽ đi tìm min của nó, đúng không? Tại vì m đang nhỏ bằng mà, nên là m sẽ nhỏ bằng min của nó. Min của nó bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Câu 7 này là câu 6 này là câu 6 gì đây? Các bạn cùng comment câu 6 coi. À, câu 6 à, min của mình là bằng bao nhiêu đây? À, min của mình là 0,166, đúng không? M phải nhỏ bằng 5/12 này là 1,66 đấy. Rồi. Vậy cơ bản người ta yêu cầu tìm m nguyên dương. M này của mình là bằng 0,1466. Vậy m nguyên dương của mình là m bằng mấy? M bằng 0. À, m nguyên dương số 0 này là nhiều bạn đừng có nhầm nha. Số 0 này là không âm không dương, là không có đâu. À, nguyên dương là phải lớn hơn 0 cơ. Vậy câu đúng của mình là 6D. Đấy, câu 6D. À, nhẹ nhàng thôi. Vậy ở đây là mình một lần nữa chúng ta ôn tập lại cái bài toán là gì? À, một cái hàm bậc 3 đồng biến nghịch biến trên khoảng cho trước, thì cái phương pháp mà hay gặp nhất trong cái đề thi của mình đó là phương pháp cô lập m. À, chúng ta cứ đi cô lập nó ra thôi, đúng không ạ? À, phân phối nó vào, có m chuyển hết qua một bên, nhóm m ra được là 12x trừ 1, sau đó đem đi chia thôi thì m nhỏ bằng, m nhỏ bằng là nhờ m nhỏ bằng min. Rồi ok không? Nhóm thì bạn nào mà có vào thì các bạn có thể là bấm vào link ở nhóm của mình đấy. À, nhóm dạy sớm hồi nãy sư phụ vừa ghim đấy. À, nhóm đó là bắt đầu ngày mai là sự đề test thứ hai, nên bạn nào trước hồi bạn có bạn nào mới vào nhóm thì nhớ làm đề test thứ hai để ngày mai sáng mai mình sửa luôn nha các bạn. Rồi câu 7 của mình. À, câu 7 này phải chọn đúng nè. Bạn nào chọn sai nữa là đừng có nhìn mặt nhau các bạn. Thật sự là nhìn mặt nhau nó quê lắm cơ. Câu 7 là câu nào đây? Khi đụng tới hàm phân thức thì em nhớ của mình là người ta hỏi số điểm cực trị, thì em nhớ luôn là mình sẽ trả lời là không có cực trị. Các bạn sẽ chọn được là câu 7 của mình là 7C, là không có đâu. Tại vì cơ bản là nó không có xảy được dấu bằng, đúng không? Tại vì hàm phân thức là chỉ có bậc nhất này là chỉ có y phải lớn hơn 0 hoặc là y phải nhỏ hơn 0 thôi, chứ không bao giờ xảy được dấu bằng.
À, nên là 7C nha. Đối với hàng phân tích bậc nhất là không có cực trị nếu các bạn chọn được 7C. Rồi ok, Hằng Nguyên, Trịnh Quý, Hoàng Huy, Đặng Huy Hoàng, Khiết Lôi. Rồi ok tất cả các bạn ha. Rồi chúng ta tiếp tục qua câu 8. Đề này có 30 câu lận. Rồi câu 8 của mình. À, câu 8 thì không khó nhưng mà đôi khi nhiều bạn tính toán là ẩu ẩu lại sai câu 8 đây này. À, câu 8 này của mình là coi câu nào nha. Câu 8 này của mình coi. Rồi các bạn cùng làm câu 8 nha. Họ cho mệnh đề này cực tiểu của hàm số bằng cái gì? Khi người ta nói là cực tiểu của hàm số bằng cái gì, tức là người ta đang hỏi về giá trị các bạn nha, giá trị cực tiểu. À các bạn nha, người ta họ đang hỏi về giá trị cực tiểu đấy. Còn nếu ví dụ như người ta hỏi là hàm số đạt cực tiểu tại tại đâu, đúng không? Tức là người ta hỏi ít. Còn ví dụ như người ta hỏi là đồ thị hàm số đạt cực tiểu tại đâu, tức là người ta hỏi cả x và y, đúng không? Còn nếu như người ta hỏi là cực tiểu của hàm số bằng cái gì hay là cực đại của hàm số bằng cái gì, tức là người ta đang hỏi giá trị. Bài này người ta đang hỏi về giá trị cực tiểu, nên đôi khi câu văn này á đã là một câu văn đã từng xuất hiện trong đề thi năm 2017 rồi. Nhiều bạn không phân biệt được x và y thì nhiều bạn lại bị sai đấy, đúng không? Thì đối với câu 8 này thì em cứ làm như bình thường thôi, chả cần cả xô gì đâu. Các bạn cứ làm tay giùm mình. Đầu tiên là tập xác định x phải khác trừ 1, đúng không? Cái thứ hai là em y phải nó xuống. Đây là dạng u chia v. X bình cộng 3 đạo hàm nhân cho x cộng 1 trừ cho u phải nhân v trừ cho v phải nhân u. À, nhân cho x bình cộng cho 3 chia cho x cộng cho 1. Rồi sau đó bằng thôi. Thằng này của mình được là 2x nhân cho x cộng 1. Lâu lâu làm tay cái đi ha. Thằng này của mình là 1 nhân cho x bình cộng cho 3. Đạo hàm nó cũng chả tốn thời gian đâu. Mẫu mà là bình phương nha. U phải nhân V trừ V phải nhân U chia cho V bình. Rồi, đây là Y phải của mình. Thì thằng này của mình được là 2X bình trừ X bình được là X bình. 2X với trừ cho 3 đúng không? Cộng cho 2X trừ cho 3 chia cho X cộng 1 tất cả bình. Rồi, để các bạn đi xác định được cực tiểu cực đại, các bạn phải kẻ được bảng biến thiên. Vậy nên chúng ta sẽ cho Y phải bằng 0 để chúng ta kẻ bảng biến thiên. À, lâu lâu ôn lại về từ luận một tí ha. Ta có là x bình cộng 2x trừ 3 bằng 0. Thì x của em được là bằng trừ 3 và x của em được là bằng 1. Sau đó em đi kẻ bảng biến thiên thôi đúng không? Đây là bảng biến thiên của mình. X âm vô cùng, trừ 3, 1 và dương vô cùng. Còn đây là y phải của mình, bằng 0 tại hai chỗ, đúng không bạn? Rồi, dấu này thì phụ thuộc vào dấu. Đây là dấu dương nè. Đây là dương, âm và dương. À, nhiều bạn làm như vậy là bị sai rồi. Các bạn còn thiếu cái gì không? Thiếu tập xác định các bạn. Ở đây có tập xác định là trừ 1 nữa nè. Nên có đôi khi có bị sai á. À, thằng trừ 1 của mình là không xác định là phải hai gạch này các bạn. Được chưa? Rồi thằng y cũng vậy nè. Tại vì cái bảng biến thiên của mình là bỏ nghiệm của y phải và tập xác định. Chứ nhiều bạn quên tập xác định này là bị sai đấy. Được chưa? Bạn phải hai gạch. À, đôi khi bỏ quên quá là bỏ quên tập xác định liền ngay lập tức cơ. Rồi thằng này mình xét dấu thôi. Đây là đôi khi cái việc xét dấu bạn gặp khó khăn á thì bạn xét dấu y phải, bạn cứ nhập y phải vô trong máy tính giùm mình. Cho nhiều bạn đi xét dấu không biết xét dấu thì bạn cứ nhập y phải vô trong máy tính thôi. Làm từ từ với nhau cho ai cũng học được, các bạn thông cảm nha. Một số dương cùng bạn nhập là số 5, bạn cho một số bất kỳ. Thì đây là dấu dương, là dấu dương. Từ trừ 1 tới 1 bạn cho một số bất kỳ luôn đi, là ví dụ là trừ trừ cho số 0 đi thì nó bằng dấu âm. Rồi, từ trừ 3 tới trừ 1 mình cho một số bất kỳ là ví dụ là trừ 2 đi. Thì nó vẫn mang dấu âm, đúng không? Rồi, âm vô cùng mình cho là âm 10 đi. Trong đoạn đó mình cho là âm 10, tức là một cái số thuộc ở đây này, là dấu dương. À, vậy cơ bản mình sẽ được như sau. Dương đi lên, âm đi xuống, dương đi lên. Vậy, người ta hỏi cực tiểu bằng cái gì? Tức là cực tiểu là cái điểm lõm xuống, thì cái điểm đó người ta gọi là cực tiểu các bạn. Cái điểm nhô lên người ta gọi là cực đại. Còn cái điểm lõm xuống ở đây người ta gọi là điểm cực tiểu. Điểm cực tiểu này đạt tại x bằng 1. Mình thế vô thôi là xong rồi đúng không? À, ta có x bình phương cộng cho 3 chia cho x cộng cho 1. Mình khôn x bằng 1 vào. À, thì ta được là bằng bằng 2. Vậy giá trị cực tiểu của mấy đứa là bằng bằng 2. Các bạn sẽ chọn được là câu đúng của mình là câu 8, 8D. Có bạn nào ra được 8D không mấy đứa? Thì thực sự nó không khó đâu. Nhưng mà mình nghĩ là nếu bạn nào mà ẩu ẩu á, câu này đôi khi chọn sai thật đấy các bạn. Đôi khi chọn sai thật á. Cái việc đầu tiên chọn sai của mình là thứ nhất là các bạn không bỏ cái nghiệm tập xác định vào đây nè. Bảng biến thiên của mình là phải bỏ nghiệm của y phẩy.
và phải bỏ tập xác định này vào, đúng không? Còn cái việc y phải là phải y phải đúng thôi, easy mà, đúng không? Quá độ easy mà. Rồi ok, câu 9A hả? Rồi câu 9 của mình là cũng là câu để lấy điểm luôn. À, câu 9 bạn cùng con Minh đáp án cùng câu 9 với mình thêm một lần nữa nha. Học từ từ thôi, đề này có 30 câu thôi, chúng ta ôn lại mà, nên chúng ta học từ từ với nhau các bạn. Tìm tất cả giá trị thực của M để hàm này có 3 cực trị. À, đây là một cái hàm trùng phương. À, khi họ cho một cái hàm trùng phương như vậy, ôn lại nha. Và người ta yêu cầu là có 3 cực trị, tức là A nhân B của em là phải nhỏ hơn không? A là hệ số của bậc 4, B là hệ số của bình phương, đúng không? Còn một cực trị là A nhân B là phải lớn hơn bằng không. À, đây là lý thuyết. À, thì nhìn vào đây người ta yêu cầu họ cho một cái phương trình bậc 4 là như vậy các bạn. Người ta yêu cầu em là có 3 cực trị thì ta phải có là A nhân B phải nhỏ hơn không? Với A là hệ số của bậc 4 là 1, B là hệ số của bình phương là trừ 2m là phải nhỏ hơn không? Từ đó mình suy ra được là trừ 2m nhỏ hơn không, hay nói cách khác là m của em là phải lớn hơn không? Thì lúc đó các bạn sẽ chọn được câu đúng của mình là câu câu A, đúng không? À, câu A đúng chưa? Đó, lần này sai đi bằng đầu. Ok, Nguyễn Ánh có sai không? Rồi, câu chính của mình là câu 9A nha. À, cứ học với nhau từ dễ tới khó thôi. Chúng ta ôn lại là ôn cho chắc kiến thức các bạn. Rồi, tiếp tục câu 10. Câu chính của mình là câu 9A. Rồi, các bạn cùng làm câu 10 nữa bạn. Cùng làm câu 10 với sư phụ này. Rồi, các bạn cùng làm câu 10 luôn nha. Câu 10 của mình. À, làm rồi mà đúng không? Bạn nào học tim sáng cái này làm hết rồi mà. À, khi mà họ cho một cái hàm bậc 3. Câu này cũng là câu để lấy điểm. À, mình ôn lại bạn thôi. Rồi, có hai cực trị thỏa mãn x1 x2. Thỏa mãn x1 x2 bình bằng 6. Thì chắc chắn cái thằng này của mình nè, các bạn phải nhớ là dùng định lý Vs của cái y phẩy, đúng không ạ? Của y phẩy, đó là cái tính chất của mình. Tại vì x1 x2 là cực trị mà nghiệm cực trị là nghiệm của y phẩy bằng 0 mà. Nên đối với câu 10 này khi đọc tới bài toán có liên quan tới cực trị thì em bắt buộc là em phải y phẩy nó xuống rồi. Đó, em bắt buộc em phải y phải nó xuống thì mới xuất hiện được x1 x2, vì x1 x2 là nghiệm của y phải bằng 0. À, ta được là 3 lần x bình phương trừ cho 6x cộng m, đúng không ạ? Thằng này á mình sẽ dùng định lý Vs như sau, nên là ở đây mình áp dụng định lý Vs vào luôn nha. Ta có x1 cộng x2 là bằng trừ b chia a là bằng 6 chia 3 được là 2. X1 nhân x2 là bằng bc chia a c đoạn m phần 3. À, rồi theo giả thuyết họ cho nè, x1 bình cộng x2 bình bằng 6. Thì các bạn phải quy về tổng và tức để các bạn áp dụng định lý Vs. Cái việc quy về tổng tức này chắc mình nghĩ là không khó, mình sẽ ghi ra luôn nhé. X1 bình cộng x2 bình của mấy đứa được là x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 lần x1 nhân x2, đúng không? Đó, bạn tự tự khai triển ra, bạn gộp lại nó về như cũ mà, bằng 6. Sau đó là mình thế số vào, x1 x2 được là 2 bình trừ 2 nhân x1 nhân x2 là m phần 3 là bằng 6. Từ đó bạn suy ra m thôi. À, đúng chưa? M của mình em ship xô được m bằng trừ 3. M bằng trừ 3 thì thôi mình chọn đáp án của câu A luôn. Tại vì còn bạn nào mà thực sự mình kỹ lưỡng hơn, các bạn nên thử lại cái phương trình y phẩy để coi y phẩy bằng không có thực sự là nó cho chúng ta được là hai nghiệm phân biệt hay không. Đúng chưa? Nên câu 10 của mình là câu 10A. Ôi mấy ông này chưa làm câu 10 mà đã câu mình câu 11 rồi, từ từ. Đúng không? Tốc độ như vậy có vừa phải không mấy đứa? Tốc độ như vậy có vừa phải mấy đứa không? Tại vì thực sự là như mình nói nha, ví dụ như bạn học những cái dạng toán này mà bạn bị hụt kiến thức thì bạn nên quay lại cái bộ đề cày Tết của sư phụ á, bạn coi là chắc tám hàm số các kiểu giùm mình. Tại vì những cái dạng toán là những cái dạng toán bắt buộc là phải biết cơ. Nên đôi khi mình làm những cái bài test này, mục tiêu của mình trong nhóm dạy sớm cũng vậy, để mình ra lại kiến thức mình bị hụt. Từ đó mình có thể là bổ trợ mình phá nó vào, được không? Rồi, ok. À, mắt nhắm mắt mở chọn 10B. À, 10B hả? 10A chứ trời ơi, chết rồi. Rồi câu 11. À, câu 11 cũng là một câu mà thực sự là bạn nào học những cái buổi chắc 8 của sư phụ. À, còn ví dụ không biết nữa thì lên cái phần ghim ở trên fanpage á, đúng không? Các bạn coi lại cái phần bộ cày Tết mình đã ghim ở trên fanpage của sư phụ rồi, các bạn có thể lên trên đó các bạn tải về bạn coi nha. Đây nè, cái fanpage nè. Tôi khổ lắm mấy ông mà cứ hỏi hỏi hoài luôn ấy.
Đây, vô đây nè, đây là bộ cây test nè, đã rất là tâm huyết dành cho mấy đứa để ôn tập lại học kỳ 1 rồi. Những cái bài test này ví dụ mình theo dõi á, mình nhóm dạy sớm của mình nè, bạn bấm vào đây theo dõi nhóm dạy sớm nè. Đây là bộ cây test nè, qua test cực kỳ chất lượng rồi đúng không? Bấm vào đây, trong này có video chắc 8 chắc đồ các kiểu hết đấy. Nên là mà học không được nữa là đánh đòn cho luôn á, câu 11. Câu 11 ở đây là nếu ở đây là một cái dạng của phương trình bậc nhất. Đúng không? Cx cộng cho d. Thì đây là cái dạng mà đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của cái hàm bậc 2 chi bậc nhất. Thì bạn nhớ luôn giùm mình như vậy. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Hai điểm cực trị của cái hàm phân thức bậc 2 chi bậc nhất thì nó sẽ có dạng là y bằng đạo hàm của tử là 2 lần ax cộng cho b chia cho đạo hàm của mẫu. Đạo hàm của mẫu là cx cộng d, đạo hàm lên được là c. Đấy. Thì đây là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm phân thức bậc 2 chi bậc nhất. Trong chương trình của mấy đứa chỉ có hai loại thôi, một là hàm bậc 3 và hai là cái hàm bậc 2 chi bậc nhất này thôi. Nên câu 11 này bạn nào nắm được dạng rồi thì mình làm cực nhanh các bạn. Họ cho cái đường thẳng là y bằng trừ x bình phương cộng mx cộng 1 chia cho x trừ 1. Người ta nói là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đi qua a trừ 1 1. Vậy từ đó mình phải suy ra đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là có dạng gì đã đúng không? Tức là y của em là bằng đạo hàm của tử là bằng trừ 2x cộng m. Đạo hàm dưới mẫu của mình là 1 là hết. Đây là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị này nó đi qua cái điểm A là trừ 1, 1. Tức là chỗ nào có x em thế trừ 1 vào, chỗ nào có y em thế số 1 vào để tìm ra m đúng không? Ta có là suy ra y của em là 1 này đúng không ạ? Trừ 2 nhưng x là trừ 1 cộng m. Đó, tại vì đường thẳng cực trị này đi qua cái câu A này mà. Nên cơ bản là ta thế vô thôi. Y của mình là bằng 1, x là bằng trừ 1, tìm ra m thôi rất là nhanh chóng. 1 trừ 2 là trừ 1, m là bằng trừ 1. Các bạn chọn được là câu C, đúng không? Đấy. Câu 11 của mình là câu 11C, đúng không? Sao chưa thấy đề đã có đáp án rồi? Tại vì cái bài này là bài test mấy đứa, bài test của trong nhóm dạy sớm. Nên bạn nào mà chưa vô trong nhóm dạy sớm thì bạn tranh thủ vào đi. Cái bài test này là mình đã up trong nhóm trước rồi, sau đó là hôm nay mới sửa, tối nay mới sửa. Mấy bữa sáng mấy bữa cái đề test ôn học kỳ 1 tiếp theo là mình chỉ sửa trong team dạy sớm thôi. Lâu lâu mình mới like ở ngoài fanpage buổi tối thôi, tại vì thực sự buổi tối sư phụ còn like trong lớp VIP nữa. Không có nhiều thời gian để like buổi tối nên chỉ có một hai buổi tối rảnh là mình sẽ like ở ngoài fanpage thôi. Rồi câu 12. Rồi. Đề này có là 30 câu ha, chúng ta cứ từ từ với nhau mấy đứa vội vàng nha. Rồi câu 12 tiếp tục của mình. Rồi comment câu 12 coi. Rồi cả lớp mình comment câu 12 nhé. 12A hả các bạn? Ai ai mà chơi đánh 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 cùng bạn mình, ai mà chơi vậy? Chứng chứng kiến cái coi. Rồi câu 12. Câu 12 này của mình thì thực sự các bạn để ý là đúng nha. Chúng ta đi tìm min và max. Max của mình là cái điểm cao nhất. Đúng không? Max của mình là cái điểm cao nhất ở trong cái đồ thị của mình. Thì cái max của mình là bằng 5 đúng không ạ? Bạn nhìn trông thấy là cái y của mình lớn nhất của mình là bằng 5. Bạn nhìn hình vẽ bạn thấy đúng không? Rồi nhỏ nhất của mình thì thôi là bằng trừ 4. Tại vì là cái điểm điểm bé nhất của mình á là bằng trừ 4, ứng với y bằng trừ 4. Còn điểm cao nhất của mình là ứng với y bằng 5. Thì giá trị min và max của mình là m trừ cho m đúng không ạ? Lấy max trừ cho min thì là bằng 9. Thì lúc đó câu này là câu để lấy điểm, các bạn chọn được là câu A thôi. Chả có gì cho nhau câu này cả đúng không? Câu 9 của mình là câu 9, câu 12 của mình là 12A đúng không? Lớn nhất của mình là cái điểm cao nhất là bằng 5 và thấp nhất của mình là bằng trừ 4. Thế thôi. Rồi câu 13. Rồi câu 13 của mình là một lần nữa chúng ta ôn lại câu 13 này các bạn. Rồi cùng làm câu 13 nha. Tường vi 12A. Rồi 13 bắt đầu im 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 ắng đi nữa. Bắt đầu từ từ khó rồi, bắt đầu im rồi gì nữa. Câu 13 này có ai comment được câu 13 không này? 13 này không khó bạn nha. Nhưng mà đôi khi mình học lâu quá rồi mình quên thôi. Chứ thực sự câu 13 này rất là easy luôn ấy. Cái việc đầu tiên của em không chơi ca sô đây nha. Em thế ngược đáp án lên trên là không được đâu. Vì cơ bản câu 13 này kết quả của nó phải ra được một giá trị m cơ. Đúng không? Chứ chúng ta không lấy cái m của đáp án thế ngược lên trên đâu. Nên mình làm tư duy mình sẽ như sau. Khi đọc vô một cái bài toán mà có giá trị min max, mình ôn lại các bạn một tí này, min min max.
Thì trong tư duy của bạn là mình phải kẻ được cái bảng biến thiên. Đó không? Vì mình kẻ được bảng biến thiên á thì mình mới biết được cái min max của nó trong bảng biến thiên là như thế nào. Thì muốn kẻ được bảng biến thiên thì chúng ta cần có ba yếu tố. Thứ nhất là y phẩy, đúng không? Y phẩy bằng 0 và sau đó đi kẻ bảng biến thiên. Thì tư duy câu 13 cũng y chang. Người ta nói là một cái hàm này đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5 trên đoạn từ 0 tới 1 đi tìm m, đúng không? À, thì đầu tiên của em là em cứ y phẩy nó xuống là 3 lần x bình phương cộng cho m bình cộng 1. Thì bây giờ nè, thầy hỏi tất cả các bạn là thằng này của mình là một số y phẩy của mình là cái này là luôn luôn âm hay luôn luôn dương các bạn. Mình hỏi các bạn á, thầy hỏi các bạn là thằng này âm hay dương. Thằng này mình đâu có cho y phẩy bằng không được nữa đâu. Tại vì cơ bản nhìn vào thằng này là mình biết nó âm hay dương luôn rồi, đúng không? Chắc chắn là dương rồi, vì thằng này là một số dương cộng cho một số dương nữa thì chắc chắn là một số dương, nên cơ bản là chúng ta không có thể đi tìm y phải bằng không đâu, mà mình khẳng định là nó là dấu dương luôn, đồng ý chưa? Rồi sau đó các bạn đi kẻ bảng biến thiên được rồi, tại vì đâu có đi phải bằng không được đâu, nên là chúng ta đi kẻ bảng biến thiên luôn. Bảng biến thiên này chỉ xét trong đoạn là từ 0 tới 1 thôi, đồng ý không? Đề bài người ta cho như vậy mà, đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5 trên đoạn từ 0 tới 1. Vậy để đây là 0 nè, để đây là 1 nè, y phải của mình là dấu dương nè. À, thì lúc đó nó sẽ đi lên. Vậy nhìn vào bảng biến thiên ở đây chúng ta biết được là giá trị min của mình đạt tại y0 và giá trị max của mình đạt tại y1. Đúng không? Trong đoạn từ 0 tới 1 thì min của mình đạt tại y0 và max của mình đạt tại y1. Thì người ta đề cho của mình là y0 là bằng 5. Vì sao? Vì giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 5, đề bài họ cho như vậy mà. À thì y0 bằng 5. À, từ đó bạn tìm ra m thôi. Y0 bằng 5 bạn thế vào nha, bạn thế vào ta có được là thế vào y. Chỗ nào có x em thế là số 0 vào 0 cộng m bình cộng 1 nhưng cho 0 cộng m cộng 1 bằng 5, đúng không? Thế vào cái phương trình bậc 3 thôi. À, y0 là bằng 5. À, chỗ nào có x em thế số 0 vào, từ đó suy ra m của em là 5 trừ 1 là 4. Thì lúc đó đây là số 4. Số 4 thì duy nhất các bạn sẽ chọn được là câu đúng của mình là câu A đó các bạn. À, câu 13 là câu A, đồng ý chưa? Đó, vậy thôi. À, lỡ như bài toán này người ta không hỏi giá trị nhỏ nhất mà người ta hỏi giá trị lớn nhất thì giá trị lớn nhất của mình đặt tại y1, còn giá trị nhỏ nhất của mình đặt tại y0, thế thôi. Đồng ý không? Không có gì khó khăn cả, đồng ý với nhau chưa nào? À, câu 13, ok không? Vậy câu 13 này của mình là câu A, đúng không? Đó, các bạn cứ y phải nó xuống, kẻ bảng biến thiên ra, sau đó nhìn vào bảng biến thiên để xác định được giá trị min và max, thế thôi. Đúng không? Rồi tiếp tục câu 14 nhé. Rồi câu 14 là câu lấy điểm rồi, à, câu lấy điểm các bạn. Câu 14 mà, câu 14 câu lấy điểm nha. Rồi câu 14 của mình các bạn cùng comment câu 14 thử có được không nhé. Câu 14. Rồi 14 Hằng Quyên, câu 14 trước nè, chứ đừng comment trước nó mất vui đi. Nguyễn Thùy, Hằng Quyên, Phương Liên, Bạch Mai. Rồi ok, câu 14 này của mình. Họ cho một cái hàm phân thức bậc nhất ax cộng 1 chia cho bx trừ cho 2. Tìm ab để đầu thì hàm số này có x bằng 1 là tìm cận đứng. À, đối với hàm phân thức nha. Hàm phân thức tìm cận đứng của mình là nghiệm với mẫu. Đồng ý với nhau như vậy thôi ạ. À. Tìm cận đứng của mình là nghiệm với mẫu, tức là tìm cận đứng của em được là x bằng 2 phần b, đúng không? À, tức là bx trừ 2 bằng 0 thì x bằng 2 phần b. Và tìm cận đứng đây đề bài họ cho rất là rõ ràng rồi, họ cho bằng 1. Nên từ đó em suy ra b của mình bằng 2 luôn. Easy. Tìm cận ngang đối với hàm phân thức bậc nhất là chúng ta lấy hai hệ số của x chia cho nhau, đó là về phần lý thuyết, nên ta có y của em là bằng a phần b, đúng chưa? A phần b đề bài họ cho của mình là họ cho tìm cận ngang là bằng 1/2, mình bỏ vô luôn. Thì từ đó em suy ra a thôi, a của em b là bằng 2 nè, bạn thế vô nè, a là bằng b chia cho 2 là bằng 2 chia 2 bằng 1, vậy ta có là a của mình bằng 1. Từ đó bạn chọn được đáp án của mình, đó là A bằng 1 và B bằng 2 thôi, đúng không? Bạn chọn được là câu đúng của mình là câu B. Đấy, đó, tìm cận đứng. Tìm cận đứng là nghiệm với mẫu, còn tìm cận ngang là lấy hai hệ số đứng trước x chia cho nhau thôi. À, thì đây là tìm cận đứng đối với câu 14, à, rất là easy, đúng không? Rồi ok, Nguyễn Thuận, Hà My, Thanh Mai, Kiều My, à, ok tất cả các bạn. Được chưa? Có 30 câu. Rồi, câu 15 của mình ha, câu 15 của mình tiếp tục. À, câu 15 nha. Rồi, bây giờ các bạn cùng làm câu 15 nào. Câu 15 nào các bạn, câu 15 nào. Nhẹ nhàng thôi, lâu lâu mình làm chung với nhau để ôn lại kiến thức học kỳ 1. Chứ bỏ bữa giờ quên hết trơn rồi, đúng không? Thực sự các bạn thấy nè, cái khóa tổng ôn và luyện đề cũng giống vậy đó. Để ôn lại kiến thức và vá, biết mình biết vá, mình biết hỏng chỗ nào để mình vá.
Thì thực sự qua khóa luyện đề tổng ôn là học lại học kỳ 1, mà nhiều bạn không ôn lại học kỳ 1 thì làm sao mà luyện đề cho nó tốt được. Nên cơ bản là ví dụ bạn nào mà cần một khóa học để mình ôn lại học kỳ 1 trong cái đợt Tết này luôn, thì bạn có thể là suy nghĩ tới cái hướng vào trong nhóm của sư phụ ha. Hiện tại đang ưu đãi trong 2 ngày đó, từ hai ngày hôm nay và 25 tháng 1 đó, giá cực kỳ ưu đãi luôn cho những bạn nào đăng ký. Cách đăng ký các bạn chỉ inbox trang fanpage của sư phụ thôi, thì cho những bạn nào thực sự quan tâm thôi. Được chưa? Inbox trang fanpage đăng like này. Rồi, nói chung là câu 15 này của mình là câu 15 này là có đúng 3 đường tiềm cận. À, họ cho cái hàm này đúng không? À, ví dụ câu này mình làm mình không biết thì mình quay lại cái gì? Cái chắc 8 của tiệm cận để mình coi. Đó, đó là lý do mình làm bài test để mình biết mình thiếu hụt chỗ nào là như vậy. Đúng không? À, mình coi quay lại cái bộ cày Tết, mình coi lại cái tài liệu chắc 8 của hàm số, coi lại cái bài tiệm cận. Đấy, đúng không? Rồi, thì bây giờ mình đầu tiên nè, tiệm cận thứ nhất là tiệm cận đứng. Đó, tiệm thứ nhất là tiệm cận ngang. Bậc tử của em là bậc nhất. Được chưa? Bậc tử của em là bậc nhất. Còn bậc mẫu của em là bậc 2. Bậc mẫu của em là bậc 2. Nên chắc chắn nếu bậc nhất chia cho bậc 2 thì tiệm cận ngang luôn luôn là y bằng 0. À, nếu bậc tử mà nhỏ bằng bậc mẫu thì ta luôn luôn có tiệm cận ngang là y bằng 0. Vậy để thằng này có 3 đường tiệm cận đứng, 3 đường tiệm cận thì tiệm cận đứng phải bao nhiêu cái các bạn? Đã có luôn luôn có một tiệm cận ngang là y bằng 0 rồi, vì bậc tử luôn luôn nhỏ bằng bậc mẫu. Đúng không? Còn tiệm cận đứng của mình là bắt buộc phải có 2 cái. Tại vì đề bài người ta yêu cầu là tìm M để có 3 đường tiệm cận, bắt buộc là phải có 2 cái. 2 cái thì dĩ nhiên phương trình ở dưới mẫu là đi tìm tiệm cận đứng bằng cách là đi tìm phương trình nghiệm dưới mẫu, đúng không? Tức là x bình trừ mx cộng 1 là bằng 0. Đúng không? Là phải có 2 nghiệm phân biệt. À, phải có 2 nghiệm phân biệt và đồng thời là phải khác 2. Tại vì cơ bản là chúng ta em còn nhớ đối với cái hàm phân thức nè. Tiệm cận đứng của mình đầu tiên là em đi tìm nghiệm dưới mẫu là gx bằng 0. Đúng không? Ví dụ nó cho chúng ta được hai nghiệm là x bằng a với x bằng b. Chúng ta chưa có thể khẳng định hai thằng này là tiệm cận đứng đâu. Tức là đi tìm tiệm cận đứng là nghiệm dưới mẫu, đúng không? Chúng ta cho gx bằng 0, chúng ta được hai nghiệm x bằng a và x bằng b, chúng ta chưa có quyền khẳng định nó là tiệm cận đứng. Mà phải làm thêm một cái thao tác là gì? Thế đi trên tử. Nếu tử khác 0 thì lúc đó mình mới nhận nó là tiệm cận đứng được. Thì ở đây cũng vậy. Để có hai tiệm cận đứng á thì dĩ nhiên tiệm cận đứng là nghiệm ở dưới mẫu. Thì x bình phương trừ mx cộng 1 bằng 0 phải có hai nghiệm phân biệt và bắt buộc là phải khác nghiệm ở trên tử. Thì lúc đó nó mới thỏa mãn được là thằng này đảm bảo có hai tiệm cận đứng, đúng không? Cộng với một tiệm cận ngang nữa thì nó có ba đường tiệm cận. Đồng ý không? File có đáp án không ạ? Có nha em. Mà file đáp án thì gửi trong nhóm dạy sớm, nên em có thể là vô trong nhóm dạy sớm để lấy. File có đáp án đầy đủ. Thì thôi, thằng này các bạn giải nhanh ra. À, các bạn giải nhanh ra thôi các bạn ha. Câu 15 các bạn giải nhanh ra giùm mình. Đầu tiên ta có là delta. Delta là bằng m bình trừ cho 4ac là phải lớn hơn 0. Thằng này phải khắc 2, tức là thế 2 vào đây được là 2 bình trừ m nhân 2 cộng 1 là phải khắc 0, đúng không? Phải khắc 2 mà. Từ đó em suy ra m. M của em ở đây là gì đây? M phải nhỏ hơn trừ 2 hợp với M lớn hơn 2. Và M ở đây của mình là 2 bình cộng 1 là 5. M phải khác 5 phần 2. Và trong tất cả những cái đáp án ở đây thì các bạn thấy là chỉ có duy nhất là câu C thỏa thôi, đúng không? À, chọn được câu C thôi các bạn. Đấy. À, 15 là M lớn hơn 2, M nhỏ hơn trừ 2. À, các bạn chọn được câu D chứ đó. Câu D, sư phụ xin lỗi. Đó. Tại vì sao? Người ta ghi như vậy có ý nghĩa là gì? M khác 5 phần 2 đang nằm trong cái đoạn M lớn 2. Thì M lớn 2 là người ta ghi lại là M lớn hơn 2 này. Đó, M phải bắt buộc phải khác thêm 5 phần 2 nữa vì lớn 2. Và 5 phần 2 là 2,5 thì người ta ghi như vậy. Hoặc là M phải nhỏ hơn trừ 2, đúng không? Thì câu đúng của mình là câu 15 là câu D. Đúng không? Câu 15 của mình là câu D. Rồi, ok chứ ạ? Câu 15 của mình là câu D. Ok không? M phải khác 5 phần 2. Rồi, tiếp tục là câu 16. Các bạn cứ từ từ nha, phần 2 là phần phía sau mà. Những câu đầu tiên là cho vui thôi mà. Những câu đầu tiên là chưa đâu. Câu 16 là câu nào? Các bạn cùng comment câu 16 nha. Rồi, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? Đó, các bạn nhìn vào bảng biến thiên và mình ôn lại phần lý thuyết của mình một tí nè. Mệnh đề nào sau đây là mệnh test đề 2 ở trong nhóm dạy sớm luôn nha em.
Ai mua trong nhóm dạy sớm, ai là thấy cái đề test thứ hai thôi. À, giá trị lớn nhất của hàm số là 2 là bị sai. Vì ta có f(x) bằng 2 khi x là bằng âm vô cùng, tức là ở đây nó không tồn tại giá trị lớn nhất các bạn nha. Là tại vì cơ bản muốn tồn tại được giá trị lớn nhất phải tồn tại cả cặp x và y. Nên đôi khi câu A là nhiều bạn nhầm tưởng giá trị lớn nhất là hàm số là 2 là nhiều bạn chọn câu A là sai đó, mặc dù số 2 là số lớn nhất thiệt. Nhưng mà để nó là tồn tại giá trị lớn nhất thì nó phải tồn tại cả cặp x và y, nên câu A là bị sai. Ok chưa? Cứ từ từ với nhau. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 0, vô lý tại x bằng 0 là không bao giờ đạt cực tiểu được, tại vì là nó là dấu hai gạch mà. Chắc chắn câu B cũng là sai. Câu C, đồ thị hàm số có đúng một đường tìm cận. À, rõ ràng các bạn có thấy đúng không ạ? À, câu D chắc chắn sai rồi, không có cực trị là sai rồi. Câu D chắc chắn là câu sai đúng không? Tại vì sao, thằng này là của mình là có một cực trị mà, nó nhô lên tại một mà đúng không? Nhô lên tại một và lõm xuống tại một mà. Nên chắc chắn là câu 16 của mình là câu D là không thể đúng được. Vậy câu C có đúng một tìm cận đứng. Đúng rồi, có đúng một tìm cận đứng là 16C. Tại vì ngay tại số 0 á, đúng không? Thì bên trái số 0 là âm vô cùng, bên phải số 0 là âm vô cùng. Nên cơ bản là một trong hai bên mà có xuất hiện âm vô cùng hoặc là dương vô cùng á, thì chỗ đó là tìm cận đứng. Đó là lý thuyết của tìm cận đứng. À, lý thuyết của tìm cận. Bạn nào mà quên á thì mình có thể lật lại cái phần chắc 8 của hàm số để mình coi lại. Thì câu đúng của mình chắc chắn là phải là câu C. 16 của mình là 16C. Đúng không? 16 của mình là 16C các bạn nha. 16 là câu C. Ok không? 16 là câu C. Đấy. Dĩ nhiên rồi đúng không? Số 0 là bên trái bên phải của nó là các bạn coi chỗ nào có dấu hai gạch á, bên trái và bên phải của nó là có âm vô cùng hoặc dương vô cùng. Đó là một trong hai bên thôi thì chỗ đó chắc chắn là sẽ là tìm cận. Đúng không? Rồi, bây giờ tiếp tục câu 17. Rồi, câu 17 khá là hay nè, các bạn nào comment được câu 17 không? Các bạn nào comment sai câu 17 không? Câu 17 của mình. Càng về sau càng hay các bạn, câu 17. Có bao nhiêu số dương trong các A, B, C, D? Họ cho đồ thị giống vậy. Rồi, câu này là một câu về đồ thị hàm số. Chúng ta ôn lại về đồ thị hàm số một tí. Rồi, thì ở đây cái đầu tiên hàm này là hàm của mình là hàm bậc 3. Đúng không ạ? Hàm này là hàm của mình là hàm bậc 3. Cái việc đầu tiên em xác định A trước, A của mình đang hướng xuống dưới, nên chắc chắn của mình là A nhỏ hơn 0. D của mình là điểm cắt ở phần phía dương. Các bạn để ý nha, cái D này xác định bằng cách là nếu nó cắt trục OI ở phần phía dương thì D nó sẽ lớn hơn 0. Còn D này mà cắt nằm ở phần phía âm, nếu cái đồ thị này cắt nằm ở phần phía âm thì D của em nó sẽ là nhỏ hơn 0. Ở đây đồ thị này đang cắt nằm ở phần phía dương nên D nó sẽ lớn không, đúng không bạn? Rồi, và cái thứ tiếp theo, cái thứ hai, để xác định được B và C chúng ta sẽ dựa vào định lý VS, định lý VS của y phải. À, thì bạn phải y phải nó xuống trước nè. Y phải được là 3ax bình phương cộng 2 lần bx cộng c. Em ghi định lý VS của y phải đó là xong thôi. Ta có nè, x1 cộng x2 là bằng trừ 2b chia 3a. Thì lúc này em nhìn cái đồ thị của mình một tí, em coi này, x1 và x2 này là tượng trưng cho hai điểm cực trị. X1 và x2 đều nằm ở phần phía dương cả, nên x1 cộng x2 chắc chắn phải là lớn hơn 0, tại vì nằm ở phần phía dương của trục OX cả, đúng không? Thì từ cái đẳng thức này ta có nè, vì A đã nhỏ hơn 0 rồi, đúng không ạ? Nên từ đó để âm nhưng B chia A lớn 0 thì ta suy ra cái 2 phần 3 mình không quan tâm. Là ta đổi dấu lại là âm B phần A thì đổi dấu là B phần A phải nhỏ hơn 0. Mà A đã nhỏ hơn 0 rồi, tức là suy ra là B là phải lớn 0, B và A phải trái giống nhau, đúng không? À, các bạn dùng cái định lý VS của y phải, các bạn xác định được cái B. Tương tự, x1 nhân x2 là bằng C chia cho A. X1 và x2 đều là số dương thì chắc chắn nhân lại với nhau là số dương. Nên cơ bản ở đây ta có A đã nhỏ hơn 0 rồi thì dĩ nhiên C và A phải cùng dấu, tức là C nhỏ hơn 0. Chung quy là ta có A nhỏ hơn 0, B lớn hơn 0. Đúng không ạ? Rồi C nhỏ hơn 0 và D lớn hơn 0. Thì người ta nói là trong 4 số này có bao nhiêu số mang giá trị dương, thì ta có là một số và hai số, bạn chọn được là câu 17 của mình là 17C. À, bạn nào mà đang yếu về phần này quá, các bạn vô lấy bộ cày tết của sư phụ, các bạn cày lại cái chương đồ thị hàm số. Ok không có mấy đứa? Như mình nói là học cái gì cũng vậy, các bạn cần phải
phải phải có những cái bài bản riêng, chứ chúng ta không có thể học bừa được các bạn, chúng ta không thể học bừa được đâu. Được chưa? Nên ráng mà ví dụ như làm những bài này mà vẫn không biết được cách làm á, thì bạn phải coi lại về hàm số rồi. Trong đó là mình có đưa ra tầm mỗi cái vấn đề là một cái video thôi, các bạn cày lại rất là nhanh thôi. Rồi, tiếp tục câu 18. Rồi ok, Phương Liên, Thanh Vân. Rồi 18 là câu dễ, là chọn nhanh đấy các bạn. Câu 18 này quá dễ rồi đúng không? Đây là hàm bậc 4. Vì sao mình biết? Vì cơ bản nó có 4 cạnh. Đó, hay nói cách khác là vì nó đối xứng nên đây là hàm trùng phương. Mũi tên cuối cùng hướng lên trên ứng với là A lớn hơn 0. Ứng với A lớn 0 nên chắc chắn bạn chọn được là câu 18 này là 18A. Bạn nào chọn sai câu này chắc đánh đòn cho luôn á. Rồi ok, Thịnh Phan này, Vạn Lý nè, Lan Anh nè, Thùy Linh, Hằng Quyến nè. Rồi sư phụ hỏi bạn một tí, bạn thấy những cái buổi live như vậy nó có giúp ích cho mấy đứa không? Những cái buổi live như vậy nó, các bạn có muốn sư phụ duy trì ở đây đến hết Tết không? Hay thậm chí qua Tết không mấy đứa? Những cái buổi live live sáng kiểu giống vậy này, hoặc là những cái buổi live tổng ôn học kỳ 1 các bạn thấy ok không? Rồi sắp tới thì ngoài fanpage là mình cũng sẽ live những cái vấn đề của nguyên hàm nói kiểu, nên bạn nào ví dụ chưa đặt theo dõi trang fanpage á, các bạn có thể đặt theo dõi trang fanpage nha. Và hy vọng những cái buổi này có thể là tổng ôn lại cho bạn về học kỳ 1 nó khá là tốt, để mình thấy được sự thiếu hụt ở đâu, mình có thể là mình bổ sung vào. Đúng không? Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ tiếp tục câu 19 nha. Rồi câu 19 của mình. Không có file đề nên đôi khi không có hình vẽ khó chịu quá. Câu 19 bạn cùng comment nha. Rồi. Cái việc đầu tiên ở đây là một bài toán về tương giao thôi. Bạn nào mà yếu về tương giao, con này không biết làm thì đây là bắt buộc phải biết làm. Tại vì dạng này là dạng cực kỳ lấy điểm luôn các bạn. Cực kỳ để lấy điểm luôn. Rất là easy các bạn. Mình vẽ lại hình sơ sơ một tí nha. Rồi, tại vì không có hình vẽ rất là khó chịu. Rồi đây nè. Đây của mình là trừ 3. Rồi đây của mình là 1. Đó, những cái điểm này ở đây. Rồi. Thế đây họ cho là tuyệt đối của Fx là bằng 2, thì gợi ý cho bạn là đi phá cho tuyệt đối ra ngoài thôi, chả có quá gì cả. Câu 19 này các bạn đi phá cho tuyệt đối ra thôi. Rất là easy đúng không ạ? Ta có là Fx của mình là bằng 2 hoặc là Fx là bằng trừ 2. Thì ở đây số 2 này nè, đây là đồ thị của Fx nè, các bạn bỏ vô thôi. Số 2 của mình là nằm giữa giữa đây đúng không ạ? Nằm giữa giữa trên này, nằm trên này chứ, nó phải lớn hơn 1. Đây là số 1 thì số 2 nằm ở đây, thì các đồ thị tại một điểm. Vậy cơ bản nó sẽ có một nghiệm. Đồng ý không? Tại vì nó cắt đồ thị tại một điểm. Đây là số 2 này đúng không? Y bằng 2 nè. Đó. Fx là đồ thị như hình vẽ nè. Y bằng 2 là như vậy. Thì nó nằm ở trên đây, nó cắt tại một điểm. Tương tự trừ 2 của mấy đứa. Trừ 2 của bạn là nằm giữa giữa đây đúng không? Bạn kéo ngang qua thì cơ bản nó cắt là bao nhiêu điểm nè? 1 điểm, 2 điểm và 3 điểm. Thì cơ bản thằng này có 3 nghiệm. Thì người ta hỏi tổng số nghiệm thì cộng lại với nhau thôi. Và các bạn sẽ có là 4 nghiệm. Các bạn chọn được là câu 19 của mình là 19C. Đồng ý chưa? 19 là câu C. Rồi, 19 là câu C các bạn nha. Câu 19 là câu 19C. Thực sự những bạn nào làm đề test trước rồi, bạn sẽ comment khá là nhanh thôi. 19 là câu C nè. Rồi, tìm một phát rồi là học tiếp nè. Câu 20 nè các bạn. Rồi, câu 20, 19 là câu C nha. Bạn đi phá giáo tuyệt đối rồi bạn làm thôi. Câu 20 các bạn nào ra chưa? Rồi, câu 20. Có đúng hai nghiệm phân biệt. Bài toán này cũng là một bài toán về tương giao, không biết bạn nào còn nhớ không. Đây cũng là một bài toán về tương giao luôn nè. Đây cũng là một bài toán về tương giao luôn. Tương giao này tức là sao? Các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ cô lập m một fx nè là bằng với m. Thì người ta sẽ hỏi những bài toán này, người ta sẽ hỏi là số nghiệm, biện luận số nghiệm m thì giống vậy ấy. Thì cái thằng này của bạn là đi kẻ bảng biến thiên bằng cách là y phải bằng 0, còn m những cái ẩn mà chứa m là những cái đường thẳng song song với trục ox đấy. Tức là câu 20 này là một bài toán là biện luận của tham số m thôi. Họ đã cho bạn là một cái phương trình bậc 3 và một cái hàm là theo m rồi, thì bạn để đó bạn làm luôn cũng được đúng không, chả có ảnh hưởng gì cả, bạn tự xử lý nó ra luôn. Bây giờ mình làm nè. Đây là dạng rất là hay gặp trong đề thi ở mức độ là lấy điểm thôi. Đó, mình xét ra, thứ nhất là mình xét thằng này ra. Đúng không? Và thứ hai là mình xét cái đường thẳng y bằng 2m cộng 1 ra. Thì đường thẳng này là song song với trục ox. Còn thằng này của mình là đi kẻ bảng biến thiên. Đó, các bạn cứ làm từ từ đó thôi. Rồi. Và sau đó mình sẽ biện luận cái số nghiệm thông qua cái bảng biến thiên đó thôi các bạn. Còn cái đường thẳng này là một cái đường thẳng song song với trục ox thôi. Đó là câu này là lượm điểm, ok không?
Rồi ta xét ra nha, ta xét y này. Y bằng 2x mũ 3 trừ 3x bình. Thì ta có y phẩy của em được là 6x bình phương trừ cho 6x bằng 0. Ta được là x của em là bằng 0 và x của em là bằng trừ 1. Thì cái việc kẻ bảng biến thiên chắc bạn sẽ kẻ rất là nhanh đó. Mình kẻ bảng biến thiên thật nhanh vào. Đây là x này, âm vô cùng, trừ 1, 0 và dương vô cùng. Đây là y phẩy của em bằng 0 tại hai chỗ. Đây là dấu dương, dương, âm và dương. Dương đi lên, âm đi xuống và dương đi lên. Khi x bằng 0, em thế vào đây là em thế vào y là đúng không? Thì nó là bằng 0. Đúng không ạ? Bằng thế vào cái thằng y lại thôi. Đây là đây là nghiệm là 0 và 1 chứ chết. Đây là 0 và 1 các bạn. 0 và 1. À, mình xin lỗi các bạn nha. Đây là 1 các bạn nha. X bằng 0 thì thằng này của mình là bằng 0. Số 1 thế vào đây là được là trừ 1. Vậy cơ bản để có hai nghiệm thì nó phải như thế nào các bạn nha? Để có hai nghiệm thì 2m cộng 1 của em là một cái đường thẳng song song với trục OX thì nó phải cắt ở đây. Đó, thì nó mới có hai nghiệm được. Cái điểm tiếp xúc này mình vẫn lấy nha. À, và 2m của em là phải nằm ở đây. Thì cơ bản là đường thẳng y bằng 2m cộng 1 của mình là một cái đường thẳng song song với trục OX mà. Đúng không? Nên ta có là 2m cộng 1 của em là bằng 0. Hoặc là 2m cộng 1 của em là bằng trừ 1. Rồi từ đó em suy ra m thôi. Ta có m của em là bằng trừ 1 phần 2. Và ở dưới của em là m của em là bằng trừ 2. Để từ đó người ta yêu cầu là tính tổng hai thằng này lại với nhau đó. Em cộng lại với nhau thôi. Thì là trừ 1 phần 2. Thằng này cũng là trừ 1 chứ. Trừ 1, trừ 1 là trừ 2 chia 2 là trừ 1. Cộng lại với nhau được là trừ 3 phần 2. Bạn cho được là câu B. Easy. Đó. Thì bài toán này là một bài toán đi biện luận số nghiệm m thôi, các bạn đi cô lập nó thôi. À, đúng không? À, chúng ta đừng đừng có dại dột gì mà chúng ta đi biện luận nó nha. À, khi mà gặp một những cái bài toán mà bậc 3 và tham số m như vậy, các bạn tách nó ra, một bên là chứa tham số m thôi. Được chưa? Tức là những cái thằng nào chứa tham số m và số tự do như vậy là song song với trục OX, còn những cái thằng nào chứa biến x thì bạn đi kẻ bảng biến thiên, sau đó bạn đi biện luận thôi. Rồi 21 của mình là câu 20 của mình là câu B trừ 3 phần 2 nha, người ta yêu cầu tính tổng cộng lại với nhau thôi. Cả lớp mình ok không nào, câu minh số 1 các bạn ơi. Cả lớp mình ok câu minh số 1 giùm sư phụ ha. Rồi chúng ta còn lại là 21 câu, đúng không? Rồi tiếp tục câu 21. À, câu 21 thì cái file lời giải trình bày về tự luận á là mình sẽ gửi bạn sau, file lời giải trình bày về tự luận á thì mình sẽ gửi bạn vào sau. Dĩ nhiên tự luận thì mình cũng phải nên biết làm một tí để mình mở rộng về tư duy, đúng không? Còn đối với câu 21 này mà gặp trong đề thi về trắc nghiệm thì mình nói thật với các bạn nên có những cái thủ thuật nó nhanh hơn. Chứ chúng ta không có thể đi làm tự luận mà làm cho câu này, thực sự nó rất là phí thời gian. Vậy câu 21 này là mình sẽ nhắc lại các bạn về công thức. Nếu bạn nào đã quên thì bạn có thể là lấy vở ra để mình chép vào, đúng không? À, bạn nào học trong khóa VIP, khóa chuyên đề thì thằng này học chán luôn rồi, đúng không? Thằng này cũng là gì? Nếu ở đây là một cái tam giác vuông cưng. Đó, tam giác vuông cưng các bạn nha. Đây là một cái tam giác vuông cưng. Thì ta sẽ có công thức là gì? Thằng này chỉ áp dụng cho hàm trùng phương thôi nha. Em nhớ một điều là thằng này chỉ công thức. Đối với những cái dạng toán trong đề thi của mấy đứa mà họ cho tam giác vuông, tam giác đều, nó chỉ áp dụng cho hàm toán, hàm trùng phương thôi. À, với A là hệ số của bậc 4, B là hệ số của bình phương và C là số tự do, đúng không? Thì tam giác vuông cưng ta sẽ có được là B mũ 3 cộng 8A bằng 0. Đúng không? A ở đây nè và B là hệ số của x bình. Còn nếu như tam giác đều, tam giác đều, ta có được là B mũ 3 cộng 24A bằng 0. Thì câu này thôi, chúng ta sẽ không dài dòng văn tự ở đây nữa. Đúng không? Chúng ta ghi vào. Ở đây họ cho một cái hàm trùng phương, ta có được A của mình bằng 1 và B của mình bằng 2M. Thì thực sự nói với tất cả các bạn ở đây, người ta yêu cầu là có tam giác vuông cưng thì ta có là B mũ 3 cộng cho 8A là phải bằng 0. Vậy ta có sẽ là 2M tất cả mũ 3 cộng cho 8 nhưng cho A là 1 là bằng 0. Phải suy ra là 2 mũ 3 là 8M. Mũ 3 cộng 8 bằng 0. Chuyển qua thôi, M mũ 3 là bằng trừ 8 chia 8 là trừ 1. Vậy suy ra M là bằng trừ 1. Các bạn sẽ chọn được câu đúng của mình là câu D. Đúng không? Easy. Đúng không? Câu 21 của mình là câu 21 là câu D. À, các bạn áp dụng công thức vào thôi. Tam giác vuông cưng và tam giác đều, những công thức nên phải biết. À, đúng không? Nên phải biết các bạn nha. Rồi, câu 22. Câu 22 là một câu vận dụng khá là hay.
Mà bạn nào học với mình đó, mình sẽ cho bạn về công thức này. Câu 22 là câu khá là hay luôn các bạn. Câu 22 là câu khá là hay luôn, thực sự các bạn luôn á. Câu 22 là một câu khá là hay, một câu cực hay. À, các bạn nào làm đã học những cái buổi chắc tám của sư phụ hoặc là những cái buổi trong lớp tiếp chuyên đề mà bạn gặp được câu này chưa bạn? Câu này là câu khá là hay các bạn. Thực sự nếu em không biết làm câu, em không biết làm câu này là do em không nắm được cái phương pháp thôi. Câu này khá là hay luôn đấy. Rồi thì bây giờ câu 22 này của mình, đầu tiên ở đây người ta nói là có hai điểm cực chỉ BC sao cho tam giác OBC có diện tích bằng 2 với O là góc tọa độ, tính M1 M2. Ôi, câu này mà ví dụ như bạn nào mà làm theo kiểu tự luận tuần túy á, tự luận á, các bạn sẽ làm theo kiểu vậy nè. Đúng không? Các bạn sẽ đi viết phương trình BC ra. À, tức là ở đây các bạn sẽ đi tìm OBC, OBC là chả biết nó như thế nào đúng không? Các bạn sẽ viết phương trình đường thẳng BC ra. Nó khá là chua nếu bạn làm về tự luận các bạn. À, với phương trình đường thẳng BC ra, tức là cái đường thẳng đi qua hai điểm cực chỉ. Đúng không? Sau đó em lấy O là khoảng cách từ O tới BC. Đúng không? Rồi đi tính toán BC các kiểu ra thì làm như vậy là hết giờ, các kiểu làm như vậy là không ăn thua các bạn. À, thứ nhất các bạn phải đi tìm điểm B, điểm C ra nữa cơ, để đi tính diện tích tam giác OBC là bằng 1/2 khoảng cách từ O tới BC, nhưng cho độ dài BC thì nó hết giờ mất tiêu rồi. Chúng ta sẽ không làm theo cách này. Cách này làm theo kiểu là tự luận cho nó vui thôi, chúng ta không làm cách này các bạn. Chúng ta sẽ làm cách nào đây? Các bạn chú ý tập trung nè, coi mình giải câu 22 này. Đây là một cách giải. Đối với câu 22 này các bạn sẽ giải như sau. Cái việc đầu tiên của em là họ cho một cái hàm bậc 3. Và người ta nói là có hai điểm cực chỉ BC, tức là tư duy của em phải đi tìm được điểm B và điểm C. À, BC là hai điểm cực chỉ nên là nó là nghiệm của y phẩy bằng 0. Nên ta sẽ có được là 6 lần x bình trừ cho 6x bằng 0. Tức là ta có được là x bằng 0 và x bằng 1. À, khi x bằng 0 các bạn sẽ suy ra được cái y của em là bằng, bạn thế vào đây, được là m trừ cho 1. X bằng 1 em thế vào đây, được chưa? 2 trừ, có gì nổ ta? 2 trừ 3 là trừ 1, với trừ 1 là được là y bằng m trừ 2. Đúng không? Đó, tức là bạn đi tìm ra được như vậy. Thì ứng ở đây ta được tìm được B và C thôi. Tức là ứng với x bằng 0, ta ví dụ ta được tìm được điểm B là được như vậy. Còn ứng với C ta được là 1 và m trừ 2. Đồng ý không? Đây là hai điểm B và C. À, và người ta yêu, người ta nói là diện tích tam giác OBC là bằng 2. Thì các bạn sẽ dùng công thức này bằng tính nè. Các bạn đi tính vector. Nhiều bài có thể là cho điểm A, điểm bất kỳ nha bạn, không nhất thiết là phải là điểm O nha, có thể là cho điểm bất kỳ. Đó, có thể là cho là điểm bất kỳ, điểm nào cũng được, chứ không nhất thiết phải là điểm O các bạn nha. Thì các bạn cứ làm như vậy nè, các bạn đi tính vector OB và OC ra giùm mình. Vector OB lấy B trừ O được là 0M trừ 1. Vector OC lấy C trừ O được là 1M trừ cho 2. Thì suy ra diện tích của tam giác OBC được tính theo công thức như vậy nè. 1 phần 2 tuyệt đối, nhưng chéo trừ lên các bạn, 0 nhưng cho M trừ 2. Được chưa? Nhưng chéo trừ lên các bạn nha. Các bạn nhưng chéo trừ lên, 0 nhưng M trừ 2 trừ cho 1 nhưng m trừ 1 tuyệt đối. Đó, 1 phần 2 nhưng chéo trừ lên là bằng kết quả đề bài họ cho. Dĩ nhiên O đây có thể cho ở đây là một điểm bất kỳ. À, vậy đối với bài toán này tư duy khá là dễ gì? Đầu tiên em đi tìm hai điểm cực chỉ, đụng tới bài toán về diện tích của tam giác. Thì lúc đó là em áp dụng vô thôi, đúng không? Họ cho điểm gì đó kết hợp thì em bập vô thôi. Những cái bài toán này nếu bạn nào học nào mà bài bản thì bạn sẽ thấy được một điều là nó sẽ liên quan tới cái diện tích, thì em hoàn toàn em áp dụng công thức này vô khá là nhanh luôn các bạn. Được không? Thì ta sẽ có được là gì? 1 phần 2, thằng này là của mình là 0 rồi, trừ cho m cộng cho 1 là bằng 2. Vậy quy đồng nó lên ta được là trừ m cộng 1 là bằng 4. Vậy ta sẽ có được ở đây là trừ m cộng 1 là bằng 4, hoặc trừ m cộng 1 là bằng trừ 4. Và từ đó suy ra m thôi, m của em là bằng 1 trừ 4 là trừ 3, m ở đây của mình là bằng 5.
đúng không? Chuyển qua chuyển lại. Vậy ta có M1 nhưng M2. Ở đây là M1 này, ở đây là M2 nhưng lại là trừ 15. Các bạn cho được câu A. Đúng không? À, trong này là đại đa số toàn trò viết không nên viết hả? Ok không? Bạn thấy có bạn nào mà mới học cái phương pháp này, các bạn comment số 1 giùm sư phụ coi. Đây là một phương pháp khá là hay để chúng ta làm những bài toán về diện tích. Thế thực sự câu này mà bạn không có cái phương pháp này, các bạn mà đi viết, bạn bạn làm theo kiểu tự luận thuần túy, nó sẽ rất là khó chịu các bạn nha. Tại vì thứ nhất, cái điểm B và C này á và điểm O này á, nó chả là một cái tam giác gì cả. Bạn hiểu được không? Chả là một tam giác gì cả. Thì việc của em là em đi tính độ dài BC đã khó rồi nè. Rồi diện tích thì em phải tính từ O xuống cái BC này nữa. Thì mình nói thật các bạn là cần bỏ bài luôn, chứ làm cái quái gì ở trong này nữa. Đồng ý chưa? Đối nhưng nên đối với câu 22 này, khi em làm một cái bài toán, em cứ đi tìm những cái tam giác. Ví dụ người ta hỏi tam giác OAB, thì trong tư duy của mấy đứa phải có một cái tư duy quan trọng, đó là gì? Đó là các bạn phải đi tìm điểm O, điểm B và điểm C này ra. À, điểm O, điểm B, điểm C này ra giùm sư phụ. Được chưa? Hàm bậc 3 này các bạn không có công thức giải nhanh đâu, thì các bạn cứ học đi, tại vì nó biến hóa khôn lường đó các bạn. Nó biến hóa khôn lường lắm. Ở đây họ có thể cho một cái điểm C gì đó nữa đúng không? Nên là cơ bản các bạn cứ nhớ đây là công thức. Đó. Các bạn cứ đi tìm 3 điểm O, B, C ra. O thì đề bài họ cho, có thể cho một điểm A tọa độ khác cũng được, chứ không cần nhất thiết là phải điểm O. Điểm B, C là mình đi tự đi tìm. Sau đó cứ nhớ công thức OB, đi tìm vector OB, OC ra, đúng không? Nhưng chéo trừ lên. Nhiều bạn không thích, em lấy BO và BC cũng được, chả sao. Đúng chưa? Nhiều bạn lấy BO và BC cũng được, hay nhiều bạn lấy CO và CB cũng được. Đó, miễn sao cứ hai vector trong 3 điểm là được. Sau đó em cứ nhân chéo trừ đi, có thấy hay không? À, cả lớp mình thấy hay không? À, hôm nay sẽ có nhiều bài hay. Đó, đó là câu 22 nha. Một câu cũng nằm ở câu mức độ vận dụng các bạn. Nên thực sự là nó sẽ không khó đâu. Nếu mà mình nắm được cái phương pháp và thủ thuật làm, thì mình thấy nó rất là easy thôi đúng không? Công thức của diện tích. Đó, nhưng chéo trừ lên thôi. Ok không? Đó, vậy bây giờ các bạn sẽ làm câu 23. Học qua hình một tí các bạn. Học qua hình một tí. Rồi câu 23 bạn cùng comment đáp án câu 23 nè. Được chưa? Câu 23 à. Thực sự bạn nào làm từ luận bài này rồi, bạn thấy cái phương pháp này nó mới thực sự nó phát huy hiệu quả. Nó rất là nhanh gọn lẹ đó bạn. Nó rất là nhanh gọn lẹ luôn. Được chưa? Nó rất là nhanh gọn lẹ luôn đấy. Rồi câu 23 của mình, các bạn cùng làm câu 23 nha. Nên chia sẻ về tường để mà học đi nha mấy đứa. Câu 23. Rồi các bạn cùng làm câu 23. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông, cạnh là A, chiều cao bằng 4A. Câu này mà làm không được chắc đánh đòn cho luôn đúng không? V của cái lăng trụ là bằng gì bạn? Là bằng đường cao nhưng diện tích đáy. Mà đường cao họ cho rồi, đường cao họ cho là 4A rồi đúng không ạ? Đáy của mình là hình vuông, họ cho cạnh là A rồi, vậy được là A bình. Vậy được là 4A mũ 3, các bạn sẽ chọn được là câu đúng của mình là câu B. Đúng không? À, câu đúng của mình là câu B. Câu 23 của mình là 23B. Rồi, 23B thôi, nói chung là áp dụng công thức thôi. Khối chóp thì có 1/3, còn lăng trụ thì không có. Rồi, câu 24. Càng về sau càng hay, càng về sau những câu hàm hợp rồi các kiểu này. Đấy. Chờ... từ từ với nhau ha. Rồi, tiếp tục câu 24. AC bằng A căn 3 hình lập phương. Đối với hình lập phương, bạn nhớ này luôn cho dùm sư phụ hình lập phương này các bạn. Thì ta có là đường chéo của hình lập phương, các bạn có thể là ghi vào đường chéo hình lập phương. Đường chéo hình lập phương là bằng cạnh nhân căn 3. À, cho nó nhanh các bạn. À, tức là ở đây ta có là AC phẩy là đường chéo của hình lập phương là bằng cạnh nhân căn 3. Thì ta có là AC phẩy này bằng A căn 3 các bạn đúng không? Có rõ ràng với nhau, tại vì họ cho AC phẩy là đường chéo của hình lập phương. Thì từ đó mình suy ra cạnh của mình là bằng A. Thì hình lập phương thể tích là bằng cạnh tất cả mũ 3 là bằng A mũ 3 thôi. Các bạn sẽ chọn được là câu đúng của mình là câu A. 24 là câu A thôi. Bằng vẽ hình lập phương bằng thấy mà đúng không? Đây nè. Hình lập phương là hình có tất cả cạnh bằng nhau. Ví dụ như đây là x, thì đây cũng là x và đây cũng là x. Thì V của nó là bằng đường cao là x nè, nhưng cho diện tích của hình vuông ở đấy là x bình, nên là x mũ 3. Cạnh ở đây mình tính được là A rồi, nên là A mũ 3 thôi, easy mà đúng không? Đó.
Thì câu 24 này của mình là 24 là câu A các bạn nha. Câu 24 của mình là câu 24A. Sau này bạn nhớ luôn cho làm cho nhanh, đó là đường chéo của hình vuông là cạnh nhân căn 2, còn đường chéo của hình lập phương là cạnh nhân căn 3. Các bạn suy ra cạnh bạn làm luôn cho nó phải. Rồi câu 25. Rồi câu 25 các bạn. Câu 25 này là cho những cái bạn nào yếu về hình. Các bạn có thể coi những cái buổi thủ thuật của hình của sư phụ trong cái bộ cày Tết á, đúng không? Về cái phương pháp múa quyền, phương pháp 3 giây, phương pháp ít hơi vô các kiểu, những cái góc này này thì bạn sẽ làm rất là nhanh cái phần câu 25 này thôi. Rồi câu 25 này của mình là câu nào đây các bạn nhỉ? Rồi 25 của mình, rồi câu 25 nhé. Câu 25. Cho khối lăn trụ đều ABC chấm A phẩy B phẩy C phẩy có cạnh đáy bằng A, khoảng cách điểm A phẩy đến mặt phẳng AB phẩy C phẩy bằng 2A căn 3 phần 19. Rồi thì cái việc đầu tiên là mình nói các bạn là nói về hình học không gian một tí là phải vẽ hình được. Vẽ hình ở đây á, các bạn chỉ cần vẽ đáy và vẽ đường cao thôi. Cho những các bạn nào đang yếu về hình á thì mình có thể là học ở cái buổi này được nha. Ở đây đáy của mình là bạn thấy nè, khoảng cách từ điểm A phẩy đến mặt phẳng ABC là đề bài họ cho. Đến A phẩy B phẩy C phẩy là đề bài họ cho bằng 2A căn 3 phần 19. Nên các bạn nên, mình khuyên các bạn là nên vẽ đáy của mình á là A phẩy B phẩy C phẩy, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ đôi khi em vẽ đáy là ABC thì hình của em nó sẽ bị lật ngược lên trên. Không tin các bạn thử vẽ đi, đồng ý không? Nên bây giờ cách vẽ hình cũng là một cái yếu tố để các bạn có thể thấy là bài toán của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi mà họ cho A phải đến A B phải C phải thì thằng này B phải C phải, tức là mình vẽ đáy là B phải C phải chứ, đúng không? Đây, đây là B phải C phải này, đây là A phải này của mình này. Ở đây là lăn trụ đều. Các bạn hiểu lăn trụ đều là lăn trụ gì các bạn? Lăn trụ đều là lăn trụ có cạnh đáy bằng A. Lăn trụ đều là bắt buộc là phải là lăn trụ đứng các bạn nha. Và đáy của nó là một tam giác đều. Bạn hiểu như vậy. Lăn trụ đều phải là lăn trụ đứng và đáy của nó phải là một tam giác đều. Nên là khi mình vẽ hình á, bạn vẽ A ở đây này đúng không? Đó là cách vẽ hình thôi. Thì bây giờ các bạn xác định cái khoảng cách ra là xong. Cạnh đáy bằng A. Ở đây của mình là mình chỉ cần thiếu cái đường cao nữa là thôi là hết rồi. Vậy thực sự là họ cho cái này để bạn xác định được đường cao thôi mấy đứa, đúng không? Vậy thôi các bạn. Vậy nếu ở đây bạn nào đang yếu về góc và khoảng cách, mình khuyên các bạn là nên coi lại cái bộ cày tích, đúng không, của sư phụ. Trong cái hình học không gian lấy góc mình có nói rồi. Thì đây giờ mình làm nhanh thôi. Đối với thằng này các bạn dùng hai quyền, ba quyền chứ. Quyền thứ nhất, từ chân của ta đá một cái quyền vuông góc xuống xuống địch, đúng không? Ví dụ nè, địch của mình là B phải C phải á, xác định địch nè, ta của mình là đường cao nè, luôn luôn là như vậy, xác định địch là B phải C phải, ta của mình là đường cao. Sau đó ta tung hai đường quyền. Đường quyền thứ nhất từ chân ta vuông góc với địch, thì thằng này tại vì ta nhắc đều nên đây là trung điểm, đúng không? Thằng này đấm nó xuống rồi kéo thẳng lên trên thì đã được khoảng cách thôi, rất là easy. Nhắm mắt là cũng được bạn. Tung xuống, đá xuống, tung lên trên thì AH là bằng khoảng cách, đây là AH của mình. Đúng không? AH chính là khoảng cách gần tim, tức là khoảng cách từ A tới A phải B phải C phải. Rồi ta có tiếp tục là AM của em là bằng cạnh là A căn 3 phần 2. Có AM rồi có AH, từ đó bạn suy ra A phải dựa vào cái định lý của hệ thức lượng của lớp 10. Ta xét tam giác vuông. Tam giác vuông A phẩy M có như sau: 1 phần AH bình bằng 1 phần AA phẩy bình cộng 1 phần AM bình. AM đường cao trong tam giác đều nên là bằng cạnh nhân căn 3 phần 2. AH là đề bài họ cho. Từ đó em suy ra là 1 phần AA phẩy bình thôi, bằng cách là bấm máy tính một phát ra luôn, đúng không? Lấy thằng này trừ thằng này là xong. Cái A trong máy tính em không cần bấm, đúng không bạn? 1 phần AH là 1 phần 2 2 căn 3 phần căn 19. Cứ làm từ từ đó thôi. Căn 19 tất cả bình. Rồi, rồi trừ cho 1 phần AM là trừ cho 1 phần căn 3 chia 2 tất cả bình. Đồng ý chưa? Các bạn bằng ra thôi, bạn trừ ra bằng thằng này của mình là 1 phần 4
Thì từ đó suy ra A phẩy của em nghịch đảo lên được là 2. Được là 4 đúng không? Nghịch đảo lên, từ đó suy ra A phẩy của em được là bằng 2. 2 này là 2A thôi. Đúng không? Mình nghịch đảo là 1 chia S. Rồi căng nó lên. Nó cách bấm máy tính thôi, nói chung là A phải bằng 2A. Rồi thể tích của mình là V bằng AA phẩy nhưng diện tích của tam giác đều. Thường thường bạn sợ về hình lắm chứ thực sự bài này nó không có khó đâu. Tam giác đều của mình là cạnh bình nhưng căn 3 phần 4. Vậy được là A mũ 3 căn 3 phần 2. Các bạn sẽ chọn được là câu C. Đúng không? Đấy, ok chưa? Vậy cái tư duy đầu tiên của mình bài toán câu 25 này các bạn chỉ cần gì? Các bạn chỉ cần là đi tìm cái khoảng cách ra thôi. Mà khoảng cách này yếu cỡ máy thì cũng mình phải tìm nó được bằng cách là múa quyền. Luôn luôn xác định cạnh ở đấy là B phải C phải. Đường cao đúng không? Sau đó tung đường quyền thứ nhất từ chân kéo xuống đá lên thì đây là khoảng cách. Thế thôi, luôn luôn làm như vậy các bạn. Sau đó là mình có được AM, mình có được AH thì dĩ nhiên tìm được A phải dựa vào cái đẳng thức này. Đó, đi tìm ra thôi là xong. Được không? Vậy câu 25 của mình là 25C. Đúng không các bạn? 25 của mình là 25C, có đồng ý với nhau như vậy không? Rồi 25C. Rồi bây giờ tiếp tục qua 5 câu cuối này rồi nghỉ các bạn. 5 câu cuối rồi nghỉ. 26, 27, 28, 29 và 30. Đó, những câu khá là hay luôn. Hàm hợp trong này có bạn nào còn nhớ không ta? Chắc quên về hàm hợp nè. Ôn lại về hàm hợp một tí nè. Rồi thì thôi bây giờ hàm hợp có như là mình chỉ lại về hàm hợp cho mấy đứa luôn. Bạn nào mà yếu về hàm hợp quá thì có thể là vô bộ cày tết coi lại cái hàm hợp cho sư phụ luôn. Được chưa? Rồi bây giờ câu 26 nha. Những cái thằng này là ôn lại học kỳ 1 các bạn. Rồi câu 26 nè. Nói chung là có rất là nhiều cách làm. Thì ở đây là có một cái cách làm về hàm hợp mà làm chung luôn. Mà làm chung luôn thì các bạn có thể nhớ như sau, chúng ta có 3 bước làm như sau. Đúng không? Bước 1 của em á là em sẽ viết cái hàm, viết hàm F phải x dựa vào bảng biến thiên hoặc là dựa vào đồ thị cái kiểu gì đó. Đúng không? Viết hàm F phải x. Cái bước thứ hai của em á là em sẽ biểu diễn g phải x theo F phải x. Và bước thứ ba của em á là kẻ bảng biến thiên. Thế thôi. Thì những câu này là câu dễ thôi, nhưng mà thực sự là đôi khi bạn quên thôi. Bây giờ mình trình bày cách này cho bạn dễ nhớ về sau đó bạn. Rồi ví dụ như câu 26 nè. Cái bước 1 của mình á là viết hàm f x. Họ cho cái bảng biến thiên giống vậy thì dĩ nhiên em sẽ viết được hàm f x thôi. F x của mình bằng 0 tại trừ 3 nên là x cộng cho 3. F x bằng 0 tại trừ 1 nên là x cộng cho 1. Fx bằng 0 tại 1 nên là đây là x trừ cho 1. Đúng không? Các bạn lưu ý đây là fx của mình. X cộng 3, x cộng 1, x trừ cho 1. Đồng ý không? Đây là fx của mình nha. Rồi, sau đó người ta yêu cầu em là xét cái hàm y là bằng f của 3 trừ 2x. Thì các bạn cứ y phải nó xuống thôi. Câu này rất là easy đó các bạn. U phải là trừ 2 nhưng cho f phải của 3 trừ cho 2x. Đúng không? Đây là y phải của mình, u phải nhưng cho f phải u. Thì lúc đó bây giờ bước 2 của em là biểu diễn g phải x theo f phải x. Đây là g phải x của em nè. Mình cứ cho đây là g phải, y phải cũng giống như g phải á. Bây giờ mình biểu diễn nè các bạn. Là bằng trừ 2 đụng tới f phải em nhìn lên trên. Đúng không? Ở đây là x thì ở đây là x. Tức là chỗ nào có x em thế là 3 trừ 2x vào dùm sư phụ à. Chỗ này là 3 trừ 2x cộng cho 3. 3 trừ 2x cộng cho 1. Đúng không? Đây là x thì đây là x. Còn đây là f phẩy của 3 trừ 2x. Tức là đụng tới f phẩy là em nhìn lên trên đây liền. Chỗ nào có x em thế là 3 trừ 2x vào. Đúng không? Làm vài bài nó quen thôi. Đó. Thì đây là y phẩy. Khi em có hàm y phẩy rồi thì dễ dàng em đi kẻ được bảng biến thiên. Hay thậm chí em người ta hỏi bao nhiêu cực trị cực đại em làm đều được các bạn. Đúng không? Đó. Thì thằng này của mình là mình rút gọn lại thôi. Ta có là y tiếp tục là cho y phải bằng 0 để mình kẻ bảng biến thiên này. Từng cái bằng 0, ta có là 6 trừ 2x bằng 0. 3 cộng 4 là 4 trừ 2x bằng 0. 3 trừ x trừ 1 là 2 trừ 2x bằng 0. Đúng không? Bước 1 là em phải ghi hàm f phải x. Bước 2 là em biểu diễn y phải theo f phải x. Tức là sao? Chỗ nào có f phải em nhìn lên trên. Đúng không?
đây là x thì đây là x, thì đây là 3 trừ 2x, tức là chỗ nào có x em thấy là 3 trừ 2x vào thôi. Đây là những cái bước làm luôn luôn làm như vậy các bạn, rất là easy đó các bạn. Sau đó bạn làm như bình thường, x của mình bằng 3, x bằng 2 và x bằng 1, đúng chưa? Sau đó em đi kẻ bảng biên thi. Đây là cách làm tổng quát em ha. Đây là 1, 2, 3. Câu này hoàn toàn bạn có thể ca sô, mà bạn nào học với sư phụ thì câu này ca sô vô tư luôn ấy. Nhưng mà thôi, ca sô gì những bài này, học cho nó nắm bản chất. Rồi y xét dấu xét sao, em nhìn vào y phẩy, xét dấu y phẩy mà em nhìn vào y phẩy thôi. Xét dấu nhanh bằng cách nào nè, đây là dấu âm nè các bạn. Đúng không? Đây là hệ số đứng đứng trước x là dấu âm nè. Đứng trước x là dấu âm nè. Đứng trước x là dấu âm nè. Vậy chắc chắn ô này là dấu dương. Và cứ thế đang xen dấu thôi. Thì người ta nói là nghịch biến ở đâu? Nghịch biến là trong đoạn là từ 2 tới 3, âm vô cùng tới 1. Câu 26 của mình là câu nào đây? Âm 2 tới 1, đây là âm 2 này. Âm 2 tới 1 là nghịch biến gì nữa? Các bạn cho được là câu A. Có hiểu cái phương pháp này không các bạn? 26 của mình là câu A. Đấy. Nên về sau gặp những bài toán về hàm hờ, các bạn chỉ cần làm 3 bước này giùm sư phụ thôi là xong. Nó không khó các bạn. Đầu tiên các bạn đi tìm hàm f(x), mình nhắc lại lý thuyết một lần nữa nè, để bạn làm mọi bài về hàm hợp các bạn. Đầu tiên em ghi hàm f(x), tức là em nhìn vào bảng biến thiên á. Bảng biến thiên của em là bằng 0 tại -3, bằng 0 tại -1 và bằng 0 tại 1, nên mình cứ lấy x trừ cho cái điểm đó, x trừ cho cái điểm đó và x trừ cho cái điểm đó, đúng không các bạn? Đúng không? Sau đó là xét cái hàm y bằng f của 3 trừ x, em cứ y phải nó xuống là u phải nhân f phải u trừ 2 nhân f phải. Bước thứ hai này, biểu diễn g phải tới f phải x, đây là bước thứ hai các bạn. Y phải của em trừ 2 ghi lại. Đụng tới f phải là mình nhìn lên bước 1, tức là chỗ là có x, em thấy là 3 trừ 2x vào cộng 3. X này là 3 trừ 2x vào cộng 1. X này là 3 trừ x trừ 1. Sau đó em tiếp tục em cho y phải bằng 0, tại vì mình muốn kể được bảng biến thiên là mình phải cho y phải bằng 0 mà, đúng không? Đó, nên là cơ bản các bạn đi tìm nghiệm như vậy, sau đó đi xét dấu. Hiểu không? Thì thực sự với tất cả các bạn là ở đây á, mình các bạn làm nhanh thì nó rất là nhanh thôi, mới học nên ví dụ trong này bạn nào yếu về hàm hợp thì mình có thể hy vọng buổi này có thể giúp được các bạn. Trả lời mình ok không? Mình chữ ok các con được không đó. Đó, bây giờ mình làm cho các bạn thêm một câu nữa nha. Về việc xét dấu thì các bạn cứ đây là dấu âm nè, nhưng hệ số đứng trước là dấu âm này, âm nhưng âm nhưng âm nhưng âm là dấu dương. Thì cái cách này làm cho mình nó trực quan hơn, tại vì cách này nó làm cho mình là nắm được cái bản chất là gì? Là mình phải y phải rồi y phải bằng không rồi cả bảng biến thiên. Đúng chưa? Ok không? Có ok không? Rồi, bây giờ câu 27. Rồi, câu 27 của mình luôn, các bạn cũng làm đúng 3 bước này giùm sư phụ. Đúng chưa? Cũng 3 bước này giùm sư phụ câu 27 này. Lâu lâu mình chỉ bạn về hàm hợp một tí này cho những bạn nào đang yếu về hàm hợp. Rồi, câu 27 nha. Bây giờ sư phụ kể các bạn biến thiên ra, các bạn biến thiên nó cũng quan trọng một tí. Đây là 1, đây là 3, đây là dương vô cùng. Rồi đây là f phải x của em. Số 0, số 0, số 0, đây là trừ, dương và dương. Và đây là dấu âm. Thì cái bước 1 của em á là biểu diễn f phải x. Các bạn ha, biểu diễn f phải x là bằng. Cái thằng này bạn để ý nè. Tại vì f phải x không bao giờ phụ thuộc vào nghiệm kép hoặc là những cái chỗ không đang xen dấu, nên cái chỗ một này các bạn bỏ giùm sư phụ luôn cũng được, bỏ luôn không quan tâm. Cái số 1 này các bạn bỏ luôn các bạn. Tại vì f(x) không bao giờ mình lấy những cái từ dương sang dương hoặc là từ âm sang âm là mình có quyền bỏ luôn. Ở đây mình lấy cái điểm nghiệm lẻ thôi, tức là từ âm sang dương nè, dương sang âm mình lấy cái nghiệm này thôi. X cộng 2. X trừ cho 3. Ô cuối cùng mang dấu âm. Tức là cái thằng này phải mang dấu âm. Còn nếu thằng này là mang dấu dương thì chỗ này là mang dấu dương, các bạn có hiểu ý sư phụ nói không? Các bạn nhắc lại nha. Nếu cái nghiệm đó mà độ dấu từ âm sang âm hoặc là từ dương sang dương thì chỗ đó các bạn đừng quan tâm nó làm gì, bỏ luôn. Đúng không? Mình chỉ quan tâm những cái nghiệm lẻ thôi, là âm sang dương nè, dương sang âm nè, tức là f và x độ dấu nè, thì mình sẽ được là x cộng cho 2, x trừ cho 3. Ô cuối cùng mang dấu gì thì chỗ này mang dấu đó. Ví dụ đây là dấu dương thì đây là dấu dương, đây là dấu âm thì đây là dấu âm. Đó. Hồi nãy câu 26 là tại vì nó mang dấu dương nên cơ bản là đây là vẫn là dấu dương nha các bạn, coi 26 lại. 26 của mình là đều là đang xen dấu hết. Đúng không? Âm dương đang xen dấu hết, nên mình lấy x trừ cho ba nghiệm này. Ô cuối cùng mang dấu dương nên ô này là dấu dương, đúng không?
Còn câu 27 này thực sự cẩn thận, đôi khi mà em ghi f phải x mà sai dấu là bài toán của mình đi vào khác luôn. Đó. Không đổi dấu là bỏ. Ô cuối cùng mang dấu âm này, chỗ này là mang dấu âm. Đó. Bước thứ hai của mình tiếp tục. Người ta yêu cầu là xét cái hàm y là bằng f của x bình phương cộng cho 2x. Thì các bạn cứ y phải nó xuống thôi. U phải là 2x cộng cho 2 nhưng cho f phẩy của x bình phương cộng cho 2x, đúng không? Fu bằng u phẩy nhân f phẩy u mà. Rồi sau đó là biểu diễn y phẩy theo f phẩy x. Sau đó là biểu diễn y phẩy theo f phẩy x các bạn. Mình suy ra này, y phẩy này. 2x cộng 2 ghi lại. Nhưng cho f phẩy đụng tới f phẩy là đụng tới thằng ở trên. Tức là chỗ nào có x, em thế là x bình cộng 2x vào. Ở đây có dấu âm đúng không? Là mình cũng ghi ra dấu âm luôn nha. Rồi. Chỗ nào có x, em thế x bình cộng 2x vào. Thế thôi. Đúng không? X bình cộng 2x trừ 3 vào. Đấy. Cả lớp mình hiểu bài không? Khi các bạn có được cái y phải như vậy rồi thì bạn đi kẻ bảng biến thiên, các bạn cho y phải bằng không, các bạn kẻ bảng biến thiên là vô tư. Có hợp lý với sư phụ như vậy không? Cả lớp mình có hiểu ý sư phụ không? Cách này khá là hiệu quả các bạn nha. Khá là hiệu quả, có chung một cách làm như vậy thôi. Bước 1, biểu diễn f phải x. Đúng không? Bước 2 là các bạn đạo hàm. Đạo hàm nó xuống, sau đó đụng tới f phải là nhìn lên trên bước 1. Đúng không? Đây có dấu âm, ghi là dấu âm. Chỗ nào có x, em thế là nguyên cái đống này vào. Đây là x thì đây là x, đây là f phải của x bình cộng x, tức là chỗ nào có x, em thế là x bình cộng x vào. Đó, mọi bài làm như vậy hết giùm sư phụ. Rồi, sau đó bước thứ ba là đi kẻ bảng biến thiên mà cái là cho y phải bằng 0. Nhẹ nhàng quá luôn, gì nữa? 2x cộng 2 bằng 0. Thằng này bằng 0, đúng không ạ? X bình cộng 2x cộng 2 bằng 0. Và thằng này bằng 0, đúng không? Vậy thôi, các bạn làm như tự luận bình thường thôi, tôi làm như tự luận các bạn. Rồi, ở đây là x của mình là bằng trừ 1. Đó, hàm hợp thì có rất là nhiều cách làm. Nhưng mà bạn nào yếu yếu thì nên làm cách này các bạn. Mình thấy là nó sẽ rất là hiệu quả luôn ấy. 1, 2 và 2. Thì thằng này của mình là vô nghiệm. 1, 2 và trừ 3. Thì thằng này của mình là được là 1 và trừ 3. X bằng 1 và X bằng trừ 3. Đồng ý không? Đó. Sau đó là tới tiếp theo là bước em đi kẻ bảng biến thiên. Sau khi em đi tìm nghiệm nó đi cả bảng biến thiên chứ làm cái quái gì nữa. Âm vô cùng. Trừ 3 này. Trừ 1 này. Rồi 1 này. Rồi dương vô cùng. Đây là y phải của em bằng 0 ở đây. 0 ở đây và 0 ở đây. Đồng ý với nhau như vậy không? Hiểu không? Được không bạn? Rồi. Thì tới đây bạn xét dấu này. Ở đây em thấy nè. Xét dấu của mình. Xét dấu y phải bạn xét cực nhanh nữa bạn. Bạn nhìn vào đây thấy này. Dấu này là dấu dương. Dấu này là dấu âm. Hệ số lớn nhất của x bình là dấu dương. Hệ số lớn nhất của x bình là dấu dương. Mình lấy những cái hệ số lớn nhất thôi thì cơ bản nó mang mang được dấu gì? Mang được dấu âm, đúng không? Đây là dương nè, âm nè, dương nhưng dương nè, thì đây là mang dấu âm, đúng không? Đây là việc xét dấu của mấy đứa rất là nhanh, khỏi cần chọn số quá gì luôn cũng được. Sau đó đang xen dấu thôi thì cơ bản nghịch biển ở đâu? Nghịch biển ở đâu các bạn? Các bạn chọn được câu 27 của mình là 27 nè. Nghịch biến từ âm 2 tới âm 1. Ok, đây là âm 2 nè, đúng không? Âm 2 tới âm 1 là nó nghịch biến. Các bạn sẽ chọn được là câu đúng của mình là câu D. Thấy easy không? Con giải phương pháp bất phương trình. Giải làm gì bất phương trình? Giải thằng này không sướng hơn à? Đúng không bạn? Giải thằng này nó mới sướng các bạn. Giải thằng này nó mới thực sự là nó hay. Câu này mà thực sự mình chỉ bạn về phương pháp giải nhanh nữa cơ. Bạn nào có muốn biết phương pháp giải nhanh không? Bạn dùng cái phương pháp thế nó còn nhanh ác chiến hơn nữa. Chứ đây cũng đây bài này là ví dụ như câu này mà người ta hỏi là bao nhiêu điểm cực trị thì bạn vẫn trả lời vô tư thôi. Thằng này của mình là có 3 cực trị, trong đó là có 2 cực đại và 1 cực tiểu. Đúng không? Cả lớp mình hiểu cái phương pháp này chưa? 3 bước làm. Bước 1 biểu diễn f phải x. Thằng nào mà không đổi dấu hoặc là từ âm sang dương hoặc là từ dương sang dương các bạn bỏ hết giùm sư phụ. Rồi, đây là nghiệm lẻ thì là x cộng 2, x trừ 3, đây là dấu âm, đây là dấu âm. Sau đó là bạn đạo hàm thôi, mọi bài làm như vậy thôi. Được không? Cả lớp mình được không? Ok không? Lớp mình ok, comment chữ ok giùm sư phụ cái này. Nhớ chia sẻ và học đi ha, về học đi các bạn nha. Thì thật sự những cái thằng này trong lớp VIP mình chỉ hết rồi. Ở ngoài tường mình sợ nhiều bạn rất là yếu về hàm hợp. Thì mình hy vọng là mình có thể là nói về hàm hợp lại để bạn có thể là học nó tốt hơn thôi.
Nên là ví dụ mình ráng với nhau một tí nha, mình ráng với nhau một tí. Rồi, chỉ phương pháp thế đi sư phụ. Rồi, ok. Thì đây là cái phương pháp về về nói chung là về chày cối của mình. Thì bây giờ các bạn sẽ dùng cái phương pháp thế. Khá là hay luôn này, bạn này tập trung nữa bạn. Rồi, ok, phương pháp thế của mình. Đầu tiên ghi lại cái D đó. Được không? À, ghi lại cái D cho mình, đó. Đây là nghịch biến. Cái D của mình đó, trừ 2, 1. Rồi, coi cái phương pháp thế đó bạn. Lâu lâu mình ôn lại hàm hợp cho các bạn là ok hết luôn nè. D của mình là trừ 2 và trừ 1. Rồi, cái đầu tiên các bạn phải trả lời được câu hỏi giùm mình. Nếu nghịch biến thì y phải thằng này phải như thế nào các bạn? Phải trả lời được y phải của thằng này phải như thế nào? Nếu nghịch biến thì y phải như thế nào? Dĩ nhiên bạn trả lời nhanh và gọn lẹ. À, và không cần suy nghĩ luôn là y phải của thằng này là bắt buộc là phải nhỏ hơn không? Đúng không? Y phải nhỏ hơn không? Mà y phải của thằng này là bằng gì? Là bằng u phải. Nhưng có gì ạ? Nhưng cho f phải u. Đề bài người ta đang yêu cầu nghịch biến, tức là trong những cái khoảng này thì nó phải luôn luôn là dấu âm. Có đồng ý với nhau không? Ví dụ nghịch biến trong đoạn từ trừ 2 tới 1 thì y phải của nó phải luôn luôn âm với mọi giá trị nằm trong đoạn này. Cả lớp mình hiểu ý ý sư phụ nói không? Hoặc trong đoạn từ trừ 4 từ đến trừ 3 thì y phải của nó nếu câu B đúng thì nó phải luôn luôn âm trong đoạn này. Và các bạn chỉ cần chọn số thôi. Bạn chọn này, ví dụ A này, bạn chọn chọn x của mình là số mấy? Số 0. Chọn bất kỳ các bạn nha, chọn số 0. Rồi, chọn bất kỳ miễn sao nằm trong đoạn này là được. Các bạn thế vào y phải của em là bằng 2 nhân 0 cộng 2 nhưng cho f phải của 0 bình cộng 2 nhân 0, tức là bằng 2 nhân cho f phải của 0. Thì bạn coi cái bảng biến thiên, bạn coi cái bảng biến thiên của đề bài người ta cho á, được không? Đây. À, dương dương và âm, em là f phẩy của không nằm ở đâu? Không của mình là nằm ở đâu bạn? Không của mình là nằm ở đây, nên f phẩy của không chắc chắn là mang dấu dương, nên cơ bản thằng này của mình y phẩy của nó luôn luôn lớn hơn không. Và khi nó lớn không rồi thì câu A chắc chắn là bị sai. Cả lớp mình hiểu cái phương pháp thế này không? Tức em loại từ từ thôi. À, số 0 của em thuộc ở đây, mà số 0 là khi thế vào y phẩy là bằng 2 nhân 0 cộng 2 là bằng 2 nhưng cho f phẩy của 0. F phẩy của 0 thì các bạn kết hợp với các bạn biến thiên một tí. Em coi f phẩy của 0 cái này của mình là dấu âm hay dấu dương bằng cách là em coi cái bảng biến thiên. À, đúng không? Bảng biến thiên của mình là từ trừ 2 tới 1 luôn luôn dương, nên f phẩy của 0 phải mang giá trị dương, nên đây phải là mang dấu dương. Nên cơ bản dương nhưng dương thì ra được một số dương, nên cơ bản loại câu A. Và cứ thế em đi chọn từ từ thôi các bạn. À, cứ thế em đi chọn từ từ và em loại đáp án từ từ thôi. Ví dụ từ trừ 4 tới trừ 3 em chọn một điểm bất kỳ nằm trong đoạn này, ví dụ là trừ 3,5 đi chẳng hạn, được không? Em thế vô nè, ví dụ trừ 3,5 nha. Ở đây mình thế vào đây là y phẩy của 3 trừ 3,5 là bằng 2 nhân trừ 3,5 cộng cho 2, đúng không? Nhưng cho f phẩy của trừ 3,5 bình cộng cho 2 nhân trừ 3,5 là bằng. À, thằng này của mình là trừ 7 cộng 2 được là trừ 5 nhưng cho f phẩy trừ 3,5 bình hay không, cộng cho 2 nhân trừ 3,5 là bằng là 5,25, đúng không? Là f phẩy của 5,25. Thì em coi nè, 5,25 của mình là dấu gì nữa bạn? Cái bảng biến thiên của mình á là từ 3 tới dương cùng là đều mang dấu âm, đúng không? Cái bảng biến thiên f phải của bạn á, nên f phải của 5,25 mình coi bảng biến thiên ở đây thì nó mang dấu âm mất tiêu rồi, âm nhưng âm thì mang dấu dương rồi, nên chắc chắn câu B cũng sẽ loại, đúng không? Câu B này phải phải loại. À, câu A cũng loại, câu B cũng loại, tương tự câu C câu D. Em thử câu D thử coi. À, em thử câu D thử coi. Em cho f phải của số trừ 1,5 đi, đúng không? Y phải của trừ 1,5 thì em thấy nó sẽ ra luôn, đúng không bạn? À, bây giờ mình thử câu D thử coi nha. Y phải của trừ 1,5, đúng không? Là đã được là 2 nhưng cho trừ 1,5 cộng cho 2 nhưng cho trừ 1,5 bình
cộng cho 2 nhân trừ 1,5 rồi là bằng. Rồi đây là trừ 3 cộng 2 là trừ 1, nhưng cho F phẩy trừ 1,5 bình, nên là vô trong nhóm này có rất là nhiều thủ thuật hay cho mấy đứa đấy. Đó là bằng trừ 0,75. Đó, F phẩy của trừ 0,75. Thì cơ bản bạn bạn coi cái bảng biến thiên của mình một tí nha. Đây là âm vô cùng. Bạn coi bằng xét dấu thôi. 1, 3 và dương vô cùng. Âm dương, âm và dương. Âm. Đây là trừ 1 là âm nè. Trừ 0,75 của mấy đứa là nằm trong đoạn này đúng không ạ? Nằm trong đoạn này mà. Trừ 0,75 là trong đoạn này là dấu dương. Vậy âm nhưng cho một số dương. Tại vì không trừ 0,75 nằm ở đây nè. Âm nhưng cho một số dương thì nó chắc chắn là phải mang được là một giá trị là âm rồi, nghịch biến. Vậy các bạn chọn được là câu đi. À, ok không? Có ok không? Có cả lớp mình hiểu bài không ạ? Đây là câu 27 của mình. Thì có hai cách, một cách là dùng phương pháp thế, một cách các bạn cứ làm như bình thường. Rồi ok, đó là câu 27. À, đó là câu 27 ha. Cả lớp mình có hỏi gì cứ hỏi đi ha, không có sao cả, cứ hỏi đi. Thì cái phương pháp này nó rủi ro thì đôi khi việc chọn của mình phải đúng một tí bạn. Nó phải chọn kỹ kỹ một tí. Đôi khi ví dụ em số 0 mà em chọn là số 0 dính cả hai đáp án, các kiểu em phải lựa chọn kỹ kỹ một tí. Đấy. Rồi câu 28 nha, câu 28 của mình. Rồi câu 28 thì nó không khó đâu các bạn. Câu 28. Rồi câu 28 nha, câu 28. Hai tám ở đây các bạn sẽ đi tìm số điện cực trị là y bằng fx trừ cho 2x, thì em cứ y phải nó xuống thôi, được là f phải x trừ cho 2. Thì bài toán này mình sẽ kết hợp với hình vẽ một tí, tức là em sẽ cho y phải bằng không, người ta hỏi bao nhiêu điểm cực trị mà đúng không, tức là em phải đi cải được bảng biến thiên mà đúng không. Số điểm cực trị là số nghiệm của y phải bằng không. À, tức là thằng này mình sẽ cho bằng 0, tức là ta có là y phải bằng 0 ứng với thằng này của mình là f phải x trừ 2 bằng 0, hay nói cách khác là f phải x của em là bằng 2. Khi f phải x của em bằng 2 á, thì em để ý nè, em kẻ cái đồ thị ra đúng không, em kẻ cái đồ thị trên cái đồ thị ra của mình. Ở đây mình không có cái đồ thị nên thôi sư phụ vẽ lại xíu nha. Đây đây là số 2 của mình nè. Số 2 của mình là ứng với đây, mình mà kẻ ngang qua đây là tiếp xúc. Đây là cắt và đây là cắt đúng không? Đó, bạn kẻ ngang qua được như vậy. Thì ở đây em để ý là số điểm cực trị của thằng này là số nghiệm của y phải bằng 0. À, thì ở đây là f phải x là đồ thị như hình vẽ. Còn 2 này là cái đường thẳng mình kẻ đúng không ạ? Thì thực sự mà liên quan tới cực trị chúng ta không lấy điểm tiếp xúc, thằng này bỏ. Cứ điểm tiếp xúc là mình bỏ. Thì chúng ta còn lại 1, 2, 3 là 3 nghiệm. Các bạn chọn được là câu B. 28 của mình là 28B. Đó, 28 của mình là câu B thôi. Thì câu này các bạn đi vẽ hình thêm. Bạn nào muốn học muốn nâng cao về hàm hợp á, vô bộ cày đề của sư phụ, coi là những cái buổi về hàm hợp của giùm sư phụ nha. Nó có đầy đủ hết à, không khó đâu. Thằng này là đi cả hình thêm thôi. Số 2 là một cái phương trình bậc nhất thì y bằng 2 bằng cả ngang qua thôi là được như vậy. Câu 28 đúng không? Số 2 đúng không ạ? Đây là số 2. Ứng với số 2 ở đây này, bằng cả ngang qua thì nó tiếp xúc ở đây, cắt đây tại 3 điểm thì nó có 3 điểm cực trị, đúng không? Rồi câu 29. Rồi 29 và 30 các bạn, 29 và 30, đúng không? 29 và 30. Rồi câu 29 và câu 30 nha, câu 29. File lời giải mình gửi trong nhóm dạy sớm sau nha. À, câu 29 này họ cho một cái hàm tuyệt đối là y bằng tuyệt đối của fx. Rồi, và người ta hỏi là số điểm cực trị. À, thì các bạn phải nhớ được công thức là gì? Số điểm cực trị của cái này phải nhớ nè, y bằng tuyệt đối của fx là bằng hai trường hợp là a cộng cho b đi, mình ghi a cộng b đi. Với a, với a là số điểm cực trị của fx, với a là số điểm cực trị của fx đúng không, b là bài toán tương giao, bài toán tương giao của fx bằng 0, tức là thằng ở trong tuyệt đối á, và không lấy tiếp xúc. Nhớ nha, không lấy tiếp xúc, vì cơ bản là thằng này nó liên quan tới số điểm cực trị nên chúng ta tương giao đây là chúng ta không lấy tiếp xúc các bạn. Đó, lấy a cộng b lại.
Thì đối với câu 29 này chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xét số điểm cực trị của f(x), tức là hàm ở trong tuyệt đối. Họ cho cái hàm là 3 lần x mũ 4 trừ cho 4 lần x mũ 3 trừ 12x bình cộng m có 7 cực trị, đúng không? Thì cái việc đầu tiên của em là em xét cái hàm ở trong ra đã. Em xét cái hàm ở trong đây này. Luôn luôn xét cái hàm ở trong này ra giùm mình. Đó, trong cái rồi. Sau đó bạn làm gì nữa? Sau đó bạn đi 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 tìm số điểm cực trị của nó bằng bao nhiêu cái, bằng cách em y phải nó xuống thôi. Y phải của em là bằng 12 lần x bình trừ 12x trừ 24x bằng 0. Đó, 10 12 lần x mũ 3 chứ, đúng không? Rồi 12 lần x bình trừ 24x bằng 0. Rồi sau đó em đi giải quyết nó ra, ta được cái x của em là bằng đó, đi tìm sao đi cả bảng Bắc Thiên thôi các bạn. Rồi thì ở đây ta sẽ đi tìm nghiệm ra được là x của mình là bằng 0, x của em là bấm máy tính nó ra ha. Đây là máy tính 1 5 3 12 trừ 12 và trừ 24 được là 2 và trừ 1, x bằng 1 và x bằng trừ 1 và x bằng 2. Rồi sau đó em đi kẻ bảng biến thiên thằng na, thằng này của mình là mình thấy là y phải cho chúng ta được mấy cực trị các bạn, cho chúng ta được 3 cực trị, nên cơ bản cái a này của mình là bằng 3 này, số điểm cực trị của f(x) là thằng ở trong tuyệt đối là bằng 3 rồi, thì thằng b này của mình á là bài toán tương giao là f(x) bằng 0 á, phải chúng ta cho chúng ta được mấy nghiệm, cho chúng ta được 4 nghiệm đúng không? Vậy cơ bản để có 7 cực trị thì cái bài toán là gì? 3 lần x mũ 4 trừ 4 lần x mũ 3 trừ 12x bình phương cộng m bằng 0, phải có mấy nghiệm, phải có 4 nghiệm, thì nó quay lại bài toán về tương giao thôi, tức là bài toán biện luận số nghiệm m thôi các bạn. Cái việc đầu tiên bạn xét cái hàm ở trong ra, bạn đào hàm nó xuống, nó có 3 cực trị, người ta yêu cầu có 7 cực trị thì thằng bài toán tương giao thôi, f(x) bằng 0 phải có 4 nghiệm phân biệt, đúng không? Thì nó quay lại bài toán về tương giao, các bạn sẽ làm sao? Bạn đẩy hết qua một bên, ta có là trừ, bạn để và bạn kẻ luôn cũng được, ta có là trừ m là bằng 3x mũ 4 trừ 4x mũ 3 trừ 12 lần x bình. Thằng này em đi xét, đi kẻ bảng biến thiên nó ra, đúng không? Em đi kẻ bảng biến thiên nó ra thôi, rất là easy. Mình cũng xét như hồi nãy ở đây, em đạo hàm xuống thì em cũng ra được 3 nghiệm, đúng không? Xét cái ra. Xét y là bằng 3x mũ 4 trừ 4x mũ 3 trừ 12 lần x bình. Em đi kẻ bảng biến thiên nó như bài toán về biện luận số nghiệm m thôi. Rồi y phải cũng tương tự là được là 12 lần x mũ 3 trừ 12x bình trừ 24x. Đáng lẽ không cần làm nó, bên này làm rồi nè, thôi ghi lại thôi. 0 trừ 1 và 2 kẻ bảng biến thiên. Âm vô cùng nè. Trừ 1, 0, 2 và dương vô cùng. Là những bài toán này nó ngán thật ạ. Rồi. Rồi sau đó bạn làm gì nữa? Bạn thế vô thôi đúng không? Bạn thế vô thôi, đây là y phải của mình, y phải của mình là dấu dấu dương, dương âm, dương và âm, âm đi xuống nè, dương đi lên, âm đi xuống và dương đi lên, đi biện luận nó thôi các bạn. X bằng trừ 1 em thế vào đây. Mình thế vào nha. Có 3x mũ 4 trừ cho 4x mũ 3 trừ cho 12 lần x bình. Khôn giá trị trừ 1 vào. Được là trừ 5. Khối giá trị 0 vào là 0. Khối giá trị 2 vào là được là trừ 32. Vậy cơ bản trừ M là một cái bài toán gì? Trừ M là một cái đường thẳng song song với trục OX, đúng không ạ? Là một bài toán song song với trục OX. Vậy để nó có 4 nghiệm thì nó phải nằm ở đâu? Mình phác thảo là hình vẽ này. Âm vô cùng xuống trừ 5, lên 0 rồi xuống trừ 32, lên dương vô cùng. Vậy để thằng này có 4 nghiệm thì trừ m của em là bài toán biện luận số nghiệm m nó phải cắt nhau tại 4 điểm, vậy phải cắt nhau tại đây. Đúng không? 1, 2, 3 và 4, tức là trừ m của em phải lớn hơn trừ 5. Là phải nhỏ hơn 0, hay nói cách khác là dấu âm đổi lại là m phải lớn 0 và nhỏ hơn 5. Thì mình đếm nó ra ta có được là bao nhiêu giá trị nguyên, thì mình đếm là 1, 2, 3 và 4, có 4 giá trị nguyên và chọn được là câu C. Đúng không? Câu 29 của mình là 29C. Ok không ạ? Tức là ở đây phải nhớ được công thức nè. Y bằng tuyệt đối của f(x) là số điểm cực trị của hàm này là bằng a cộng b, với a là số điểm cực trị của thằng ở trong tuyệt đối.
Còn B này là bài toán tương gia của Fx bằng 0, đúng không ạ? Thì bạn cứ làm từ từ đó thôi, số điểm cực trị thì bạn phải làm sao? Bạn xếp nó ra, bạn y phải nó xuống thôi. Thì cơ bản nó có 3 nghiệm thì có 3 cực trị. Việc đi tìm cực trị của thằng này nó không khó, tức là đi tìm ở cái bước A này không khó bạn. Còn cái bước B của em á, là bài toán về tương giao, thì tương giao ở đây các bạn gì? Bạn cho thằng này bằng 0 thì nó quay là bài toán là biện luận số nghiệm M để thằng này có 4 nghiệm. Vì đề bài người ta yêu cầu là 7 cực trị nên thằng này phải có 4 nghiệm các bạn, đúng không? Có 4 nghiệm. Thì 4 nghiệm bạn quay là bài toán về tương giao thôi, cô lập M, thằng kia là đi xét hàm như bình thường. Đi cả bảng biến thiên các kiểu, cả lớp mình hiểu bài không mấy đứa? Cả lớp mình ok có hiểu bài không? Câu 29 của mình là 29C, được không nào? Rồi câu 30 là kết thúc nè. À, vô làm tim sáng nha. Đề này cũng khá là hay để ôn tập lại, khá là tốt không? Mục tiêu ở đây không phải để mình học đâu, thực sự là nếu bạn nào học được luôn thì càng tốt, nhưng mà mục tiêu ở đây là mình rà lại kiến thức. Cái bộ cài tết của mình là mình dành cho mấy đứa là để làm gì, lỡ như bạn làm những bài này mình không hiểu, mình có thể quay lại mình coi lại những cái phần mà về về những cái phần chỉ tuyệt đối nè, đúng không? Để các bạn làm. Thì 30 của mình là 30 là câu 29, có bạn nào làm được 29 là câu C nha. Ok không? Ok comment chữ ok cái là mình tiếp tục nữa các bạn. Đó, chia làm hai bước thôi. Bước thứ nhất là đi tìm số điểm cực trị ở trong. Bước thứ hai là bài toán về tương gia của Fx bằng 0 thôi. Bài toán này là đi biện luận nè, quay là bài toán biện luận M đó, chả có gì quá gì cả. Hồi nãy mình biện luận M một lần rồi mà. Đúng không? Rồi câu 30 của mình. 30 là câu A hả, nhiều bạn giỏi dữ ta. Rồi 30 là câu A. Rồi, ok nha, 30 là câu A của mình. Đó, hy vọng những cái buổi sáng của mình học với nhau như vậy thì các bạn sẽ rất là tiến bộ luôn ha. Rồi, bây giờ làm câu 30 để mình nghỉ nha. Giờ này mà còn được như vậy bạn coi là khá là tốt luôn á. Rồi, team với nhau một cái là làm câu 30 này. Các bạn nên chia sẻ về trường để học nha. Rồi, chút nữa bạn nào về đang muốn đăng ký về khóa học á, tức là bạn mà muốn đăng ký về khóa học nha, khóa học combo, khóa tổng ôn và luyện đề á, thì các bạn có thể là ở lại cuối live. Bây giờ ở lại cuối live mình sẽ tư vấn cho bạn một xíu về học phí này kia, mình sẽ cho những cái bạn siêng ở trong đây. Thật sự hôm nay thấy bạn rất là siêng luôn, nên mình cũng sẽ có những cái ưu đãi cho tất cả bạn trong cái này. Được chưa? Trong cái buổi live ngày hôm nay thôi. Trong cái buổi live ngày hôm nay các bạn, trong buổi live ngày hôm nay thôi. Dành cho buổi live ngày hôm nay thôi, cho những cái bạn nào trong buổi live. Có bạn nào cần không thì ở lại. Chiến khuya cùng sư phụ xong mai ngủ đêm trưa luôn. Ngủ đến trưa luôn hả? Ok câu 30 các bạn. Thì đối với câu này thì các bạn, cái việc đầu tiên của em á là GX là bằng tuyệt đối của 2 lần Fx trừ cho x bình. Được chưa? À, thì cái việc đầu tiên em cứ xét cái hàng ở trong tuyệt đối là các bạn phải nhớ là số điểm cực trị của thằng này là bằng A cộng B, với A là gì? Với A là số điểm cực trị ở trong hàm tuyệt đối. Đó. À, số điểm cực trị là bằng A cộng B, với A của mình á là số điểm cực trị. Số điểm cực trị của Fx thằng ở trong tuyệt đối. Và cái B của mình á là Fx bằng 0, là bài toán về tương giao. Đó, bạn hiểu như vậy. À, và nhớ là không lấy tiếp xúc, không lấy tiếp xúc bạn nha, không lấy tiếp xúc. Thì ở đây cũng vậy, mình cũng vậy thôi, mình xét cái hàm y là bằng 2 lần Fx trừ cho x bình. Thì em coi thằng này bao nhiêu điểm cực trị thì em cứ y phải nó xuống thôi, y phải là bằng 2 lần Fx trừ cho 2x. Rồi cho y phải bằng 0 thì ta được là gì? Fx của mình là bằng x. À, nó quay lại vẽ hình. Số điểm cực trị của y, số điểm cực trị của thằng này nè, được chưa? Chính là số nghiệm của y phải bằng 0. Hay nói cách khác, nó chính là số nghiệm của bài toán tương gia của y bằng f phải x. Đây là f phải x nha các bạn nha. Và đường thẳng y bằng x. Đúng không? Các bạn đạo hàm nó xuống thôi, 2 nhân f phải x trừ cho 2x bằng 0. À, thì bây giờ y bằng x thì bằng kẻ hình vô, bạn thấy nè, cái đồ thị của mình, con chuột ở đâu? Con chuột ở sau mình không thấy con chuột ta. Đó, thì ở đây các bạn kẻ hình ra thôi, kẻ hình ra thôi. Nói chung bằng kẻ hình nó sẽ ra được là, cho sư phụ kẻ hình ở đây một tí nha, tại vì không có cái hình vẽ rất là khó nói các bạn, nên cho sư phụ kẻ ở đây một tí. Đây là trừ 22, vẽ hình vô đây. Còn các bạn có thể là lấy hình trong hình vẽ luôn, 22 và 44. Được chưa? À, vẽ sơ khởi thôi, chứ không có hình vẽ rất là khó chịu. À, thằng này của mình là xuống đây, rồi lên đây, xuống đây, xuống đây, rồi lên đây lại. Đó, nói chung là hình vẽ như vậy. Thì ở đây là số nghiệm của mình là y bằng f(x), là đồ thị như hình vẽ các bạn nè. Đây là f(x) này các bạn.
Còn y bằng x là cái đường thẳng chắc chắn mình sẽ kẻ thêm trong hình. Bạn học về hàm hợp của sơ đồ chắc chắn là y bằng x sẽ chắc chắn là sẽ kẻ thêm trong hình. Bài toán này là bài toán là đầu tiên mình y phải được là f phải x đúng không? Là bằng với x. Thì y bằng f phải x là đồ thị hình vẽ, còn y bằng x là mình kẻ trong hình. Thì chắc chắn nó đi qua ba điểm này, các bạn đồng ý không? Đây của mình là 4 nè. Đây là 4 nè, đây là 2, đây là 2, đây là -2 và đây là -2, nó sẽ đi qua ba điểm này. Thì số nghiệm của y phải bằng 0 chính là giao của ba thằng này, tức là bằng 4, bằng 2 và bằng -2 thôi. Đồng ý chưa? Và ta sẽ có được x của em là bằng -2, x của em bằng 2 và x của em bằng 4. Đồng ý như nữa đúng không? À, rõ ràng đúng không? À, rồi tới đây là mình đi cả bảng biến thiên. Đây là x âm vô cùng, -2, 2, 4 và dương vô cùng. Thì ở đây là cái của mình là cái hàm này là hàm g phải x nha, hàm g phải x bằng 0 tại ba chỗ. Từ 4 tới vô cùng, em để ý là từ 4 tới vô cùng thì cái đồ thị f phải x của mình luôn luôn nằm trên cái đường thẳng mình vừa kẻ. Nên nó sẽ mang giá trị là dấu dương. Bạn đang yếu về phần này quá thì bạn có thể coi lại những cái phần nâng cao hàm số qua tích sư phụ dành cho mấy đứa để bạn coi lại nha. Tại vì thực sự là để nói một bài bạn hiểu luôn mà mới học thì rất là khó. Nên cơ bản là bạn nào mà yếu quá thì bạn có thể coi lại cái phần hàm hợp để bạn học về nâng cao. Đó. Tức là bạn y phải nó xuống đây là f phải x này đúng không? Đây là f phải x này. Đó, đây là f 2 nhưng f phải x trừ 2x. Thì f phải x bằng x thì f phải x là đồ thị như hình vẽ, còn x này là mình kẻ thêm trong hình thôi. Kẻ thêm thì bạn chú ý những cái dấu chấm của hình vẽ để bạn kẻ thêm thôi. Đó, được không? Đó, bốn dương cùng thì đồ thị nằm trên là dấu dương. Thì những cái thằng này đều là điểm cắt nên chắc chắn đang sang dấu rồi. Rồi. Thì lúc đó mình vẽ hình. Đây là đồ thị của hàm gx, mình vẽ xuống là âm nè, dương nè, âm nè và dương nè. Thì cơ bản người ta nói là thằng này có tối đa bao nhiêu điểm cực trị, đúng không? À, thì số điểm cực trị là bằng gì? Thứ nhất là bằng a, là số điểm cực trị của thằng ở trong tuyệt đối. Thằng ở trong tuyệt đối là có ba cực trị nè, thằng này có ba cực trị đúng không? Ba cực trị. Và tối đa có bao nhiêu điểm cắt các bạn? Nhìn vào bảng biến thiên này mình thấy tối đa gx bằng 0, thằng này bằng 0 nè. Có tối đa được bao nhiêu điểm cắt? Trả lời giùm sư phụ coi. Nhìn vào bảng biến thiên này thì thằng này có tối đa được bao nhiêu điểm cắt đây? Dĩ nhiên là có được tối đa là 4 điểm cắt rồi đúng không bạn? Người ta yêu cầu số điểm cực trị tối đa mà, vậy là có 4 điểm cắt. Vậy từ đó các bạn sẽ suy ra là 7 cực trị, các bạn sẽ trả lời là câu đúng của mình là câu A. Đúng không? Tại vì thằng này của mình là số điểm cực trị là bằng số điểm cực trị của fx. Và b là fx bằng 0 là đối với bài toán về tương giao đúng không bạn? Đó, tức là thằng ở trong tuyệt đối á. Thằng ở trong tuyệt đối là có dạng đồ thị cho như vậy. Thì cơ bản nó cắt y bằng 0 chắc chắn nó phải tại 4 điểm, là tối đa là 4 điểm rồi. Nhìn vào hình vẽ này chắc chắn phải cắt tối đa tại 4 điểm. Vậy ba cực trị cộng cho 4 điểm thì dĩ nhiên tối đa của nó sẽ có 7 cực trị với cái hàm tuyệt đối này. Cả lớp mình hiểu bài không? Rồi đây là cái màn mà cho các bạn nào không hiểu bài các bạn hỏi các bạn. Ngày mai thì đúng giờ mình học nha, mà ngày mai đúng giờ 4:30 mình học. 11:30 rồi, hôm nay sửa bài 2 tiếng. Đó. Chưa tới 2 tiếng rồi đúng không? Rồi các bạn chia sẻ về để mà học đi ha, các bạn có thể chia sẻ về để học. Rồi mỗi đứa một chia sẻ về mà học. Sư phụ có đi dạy ở trường thành phố học xong sư phụ. Quân ở thành phố hả? Không, sư phụ năm nay chỉ dạy off ở ngoài thôi nha em, chứ không có dạy ở trong trường. Sao có 4 ở đây nè. Em phải nhớ cái lý thuyết của mình là gì? Lý thuyết của mình là số điểm cực trị của mình là bằng số điểm cực trị của fx. Số điểm cực trị của hàm y bằng tuyệt đối của fx á là bằng số điểm cực trị của fx cộng cho số bài toán tương giao của fx bằng 0. Đúng không? Thì cơ bản thằng này của mình nè, các bạn ra thì ra được ba cực trị khi bạn cài bảng biến thiên. Còn thằng này bằng 0 á, đó là thằng này bằng 0 á, tức là y bằng 0 á, thằng này bằng 0 tức là nó tương giao với đường thẳng y bằng 0 mà. Thì cơ bản nó cắt tối đa tại 4 điểm, người ta yêu cầu tìm số điểm cực trị tối đa mà. Phải ba cực trị trong hình vẽ. Và cơ bản thằng này có 4 điểm cắt nữa nên nó tối đa là có 7 cực trị. Còn không thì em nhớ là gì? Em nhớ cái cách mà vẽ của cái hàm trị tuyệt đối luôn là gì? Em bỏ đi phần phía âm nè. Đúng không? Em lật ngược nó lên. Thì cơ bản nó phải có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cực trị là tối đa. Mai sửa đề 2 nha Châu Lê, mai sửa đề 2.
Được chưa? Rồi ok. À, nói chung là thôi nghỉ kết thúc. Bạn nào à, ví dụ như là muốn đăng ký khóa tổng ôn và luyện đề vô trong đó là thực sự là nó có đầy đủ những cái dạng đó các bạn. Sư phụ tổng hợp những cái video cho bạn từ hàm hợp, bạn coi bộ gài tích chi tiết thì ở trong đó những cái buổi live của sư phụ còn chi tiết hơn như vậy nữa, thì các bạn có thể là suy nghĩ đúng không? Bạn vào khóa tổng ôn luyện đề này, tức là tổng ôn những cái dạng lại này. À, luyện đề từ 20 tới 30 đề để bạn nắm chắc kiến thức này. Sau đó bạn được tặng cái khóa chuyên đề nữa, tức là khi mình luyện đề đôi khi mình thấy mình thiếu hụt ở chỗ nào đó thì mình quay lại chuyên đề để mình coi. Đó, mục tiêu luyện đề để như vậy. Tức là mục tiêu luyện đề để mình phá kiến thức. Mình thấy thiếu hụt chỗ nào đó thì mình có thể là vá bằng cách là chuyên đề. À, rồi sau đó là các bạn có thể là trong những cái giai đoạn cuối thì mình tổng ôn lại những cái dạng mà chắc chắn ra thi, cái dạng vận dụng và dụng cao á. Đó, thì đó là đây là gồm bao gồm combo khóa luyện đề và tổng ôn thì đang giảm giá từ 65% đó, là 65 tới 70% đó. Trước ngày 25 tháng 1 á, đúng không? Tới ngày 27 tháng 1 là giá bắt đầu tăng từ từ rồi, nếu bạn nào đăng ký trước ngày 25 tháng 1 tức là ngày mai luôn các bạn nhé. À, cho được giá ưu đãi. Rồi. Rồi còn bạn nào ở trong đây còn coi live mà muốn đăng ký về khóa học thì bạn cứ comment cho sư phụ là 265 CSI. Các bạn sẽ có một cái giá cực kỳ ưu đãi cho mấy đứa luôn. À, và sư phụ hứa bạn là cho những cái dành cho những cái bạn nào mà thực sự mình muốn vô khóa VIP của sư phụ. Được chưa? À, mà các bạn muốn chưa có điều kiện các bạn cứ đăng ghi cái mã này vào, mình sẽ có một cái giá cực kỳ ưu đãi cho tất cả bạn, dành cho một số bạn VIP thôi, một cái số bạn mà xuyên trong buổi ngày hôm nay thôi. Tức là trong buổi hôm nay là toàn những cái bạn nào là tim sáng của sư phụ này, và những cái bạn nào mà thực sự là rất là chày cối với sư phụ luôn, nên sư phụ muốn là đồng hành với tất cả bạn để các bạn có thể là có một kết quả thi tốt nhất để vô trong khóa VIP là sư phụ mình đồng hành với nhau. Comment inbox cái trang fanpage thầy Nguyễn Chí luyện thiên trò đấy. Cái giá ưu đãi thì cái này là mình nói nha, còn bạn nào mà ví dụ như có coi buổi ngày hôm nay thì bạn phải nhắn tin trong tối ngày hôm nay này với cái mã là 265 CSI nè, trong vòng tối hôm nay thôi chứ ngoài ngày mai là mình sẽ không nhận đâu, tối tối hôm nay thôi. Được chưa? Đó, tối hôm nay thôi các bạn. Đó, C265CSI. Đó, các bạn bạn nhắn tin vào fanpage để được một cái giá cực kỳ ưu đãi, như hồi nãy sư phụ nói có một cái ưu đãi cực kỳ cho các bạn, nhắn tin trực tiếp trang fanpage thầy Nguyễn Chí Đời Thương cho. Được chưa? Rồi chúc các bạn ngủ ngon ha. Bye bye tất cả mấy đứa, tiêm một phát rồi nghỉ nha. Rồi các bạn chia sẻ về trường đại học đi. Rồi còn cái team sáng của mình là cái team ở dưới nha. Trong này có ai hỏi thắc mắc gì nữa không thì bạn cứ hỏi đi ha, để sư phụ trả lời cho. Rồi, trong này có ai thắc mắc gì các bạn cứ hỏi đi để sư phụ trả lời cho nè. Rồi chúc mấy đứa ngủ ngon nè. Nhớ ngày mai team sáng là vẫn ngày mai team sáng là anh là vẫn học nghiêm túc nha. Rồi đó, trong này là anh Lê Tuyền là anh chờ dạng của sư phụ nè, nên là bạn nào ví dụ như đăng ký mà thấy fanpage lâu quá nhắn tin thì các bạn có thể là đăng ký anh Lê Tuyền cũng được đó. Trong này có anh Lê Tuyền, chị Bóng An nè, là những cái bạn chờ dạng của sư phụ nè, các bạn có thể là đăng ký trực tiếp qua những anh Lê Tuyền hay là chị Bóng An cũng được, đúng không? Rồi ok, bye bye mấy đứa nha, không hỏi gì nữa, sư phụ cúp like nha. Thì hôm nay học như vậy là tốt rồi các bạn, học như vậy là tốt rồi. Bài like này các bạn nên chia sẻ về trường để coi lại thêm một lần nữa. Rồi còn cái file lời giải đồ này kia là mình sẽ cập nhật cho các bạn sau ha, cập nhật cho các bạn sau ở trong nhóm dạy sớm của mấy đứa. Rồi ngày mai là mình sẽ sửa bài cách thứ hai. Rồi bye bye Hữu Khang, bye bye mấy đứa nha. Rồi hy vọng những cái buổi như vậy nó sẽ làm cho các bạn là tự tin hơn về hàm số, đúng không? Tự tin hơn về hàm số và học nó tốt hơn. Rồi bye bye tất cả các bạn. Rồi nghỉ nha. Rồi bye bye.